Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng và như thường lệ thì bản tin của chúng ta sẽ có 3 phần phần thứ nhất là chúng ta sẽ đánh giá lại tất cả các cái kịch bản mà chúng ta đã phân tích về thị trường uh, chung ở thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần vừa qua phần thứ hai thì cũng sẽ view lại một số các mã cổ phiếu một số các cái nhóm ngành rất là cơ bản mà chúng ta liên tục theo dõi trong thời gian vừa qua và phần cuối cùng thì sẽ có một vài ý uh, trao đổi với anh chị em về xu hướng uh, thị trường trong tuần mới và tuần giao dịch thứ tư của tháng 6. Thế thì kết thúc phiên giao dịch ngày 11 uh, ngày 11 tháng 6 thì chúng đã ra bản tin video số 159 uh, trong đó phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 6 và thị trường chung gặp uh, kháng cự uh, rất là mạnh và các cái hướng uh, test kỹ thuật của phái Trinh và VN30 có thể đến trong tuần ở vùng 1470 điểm và uh, xu hướng chủ đạo thì là xu hướng chốt lời. Thì uh, chúng ta xem bản tin tuần thì chúng ta cũng đã có uh, nắm khá là vững uh, các cái kịch bản vùng Lê có phân tích và thông thường thì uh, sau uh, cùng với bản tin uh, cùng với bản tin thì cũng có tổng hợp lại một số các cái ý kiến uh, một số các cái uh, về mặt uh, tin ngắn, về mặt kỹ thuật thì uh, hùng uh, có dự báo về cái xu hướng của phái sinh là dự báo sẽ break nền 1496 điểm trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và dự báo cái chỉ số này sẽ đi về ở mắc ở khoảng vùng 1500 uh, 1500 điểm và cái vùng 1500 điểm đến vùng 1510 biển 10 điểm dự báo là thị trường uh, sẽ uh, rung lắc sẽ rung lắc ở trong trong khi mà cái chỉ số này về đến cái mốc uh, kháng cự này À, cùng với đó thì cũng có đánh giá cái vùng hỗ trợ phá sinh rồi chúng ta đã xem đến bản tin tuần rồi vùng 1470 và đối với chỉ số VN30 cũng, cũng như vậy, dự báo thì sẽ đi lên vùng 1496 đến vùng 1500 điểm và vùng này thì dự kiến nó sẽ rung lắc. Như vậy thì tổng hợp lại ở trong uh, uh, tuần giao dịch cũ thì cũng đã có những cái phân tích đánh giá về xu hướng thị trường trong tuần vừa qua là sẽ uh, break nền 1496 để đi về cái vùng 1500 đến vùng 1510 điểm. Và tại những cái vùng đó, đó chính là những cái vùng kháng cự rất là mạnh của thị trường. Đó, rất là mạnh của thị trường và chúng ta sẽ chủ đạo và chúng ta sẽ uh, chốt lãi Thì uh, đây chúng ta có thể nhìn lại trên biểu đồ uh, trên biểu đồ của uh, chỉ số phái sinh, chúng ta sẽ nói về phái sinh. Uh, bởi vì phái sinh là một cái bộ môn mà rất nhiều những anh chị em chúng ta đánh. Thì đây chính là cái điểm mà ra bản tin tuần video số 100 59 và trong tuần thì ngay phiên giao dịch ngày thứ hai thì chỉ số phái sinh đã chính thức break vùng 1496 để đi về vùng 1500 điểm và suýt soát đạt đến vùng 1510 điểm trong bản tin tuần vừa qua. Sau đó thì chỉ số này có những cái nhịp test cung và đây là những cái thời điểm mà chúng ta làm gì ạ? Chúng ta canh tối ưu hóa để chúng ta chốt những cái mã cổ phiếu đang có like của chúng ta đúng không ạ đó thì cái mục đích của hùng à, hùng ra những cái bản tin tuần để hùng cảnh báo cho các anh chị những cái vùng mà chúng ta có thể canh để chúng ta chốt cổ phiếu và mỗi chốt của vấn đề à, đến à, đến 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 trong phiên giao dịch ngày thứ ba khi đó thì chỉ số này tiếp tục công lại vùng 1.500 điểm nhưng nó bản chất ở đây các anh chị sau khi công lại vùng một năm một nghìn điểm ở đây thì nó đã bị đánh mất cái mốc một nghìn điểm là một cái cột mốc cực kỳ quan trọng và từ lúc mất cái mốc này thì chỉ số đã bị sọt đã bị sọt rất là mạnh và khi nó sọt về thì các anh chị có thể nhìn thấy đây đây là điểm hỗ trợ của phái sinh tuần thì cũng đã có phân tích cho anh chị ở vùng 1470 điểm 1470 điểm của chúng ta rồi và tiếp theo đến một cái mẫu chốt vấn đề thứ hai để chúng ta nói về phái sinh đó là trong phiên giao dịch ngày 16 tháng 6 thì tại thời điểm đó là 10 giờ 59 phút ngày 16 tháng 6 thì có đánh giá rằng là phái sinh đã chọn chạm lại vùng 1480 điểm và cái lực long không đủ mạnh thì xu hướng chỉ số này sẽ quay về test biên 1470 điểm lần thứ hai và cái mốc này không giữ được thì cái hiệu ứng sọc sẽ gia tăng và hình thành thành một sóng xê chỉnh và cái sóng xê chỉnh đó thì tại thời điểm đó thì cũng có đánh giá ở mốc 1440 điểm lúc đó là 11 giờ 11 giờ ngày 16 tháng 6. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây. Tại cái thời điểm mà ngày 16 tháng 6 đấy ạ. Đó, thì tại thời điểm 11 giờ thì cái lực long khi đó thường có đánh giá cái lực long của phái sinh nó chạm về cái vùng 1480 ở đây các anh chị này. 1480 và tại thời điểm đó thì phái sinh à VN30 xin lỗi cả nhà. Ở VN30 cũng long về ở long về cái vùng 1480 điểm ở đây. Đó. Và phái sinh thì nó long được cao hơn ở 1483 uh, 1485 và cái điểm này nó không đủ mạnh và nó quay về nó test vùng 1480 và nó test thất bại này này nó test thất bại vùng 1480 thì xu hướng nó sẽ à, uh, sọt về vùng một bao nhiêu 1470 tức là tại cái thời điểm rất sớm đấy các anh chị có thể nhìn thấy đây ở đây là 13 giờ 13 giờ thì chỉ số này mới vươn lên nhưng tại cái thời điểm ở đây là 11 giờ 11 giờ các anh chị lùng đã có những cái uh, vạch sẵn cho các anh chị uh, về một cái hình dung một cái thế trận của thị trường tức là chỉ số này có thể long về ở cái vùng 1480 và 1485 đây. đó và nó quay lại nó test, tức là cái lực long nó không đủ mạnh thì nó sẽ quay lại test ở vùng 1470, 1470 này thất bại. Thì tại cái thời điểm 11 giờ, đấy 11 giờ nó đang ở đâu đây này? Đây 11 giờ đấy các anh chị nhá. Thì tại đây thì ông đã vạch ra một cái kịch bản là phái sinh long và test lại uh, long lên khoảng vùng này và test lại ở vùng này thất bại thì chúng ta đã dự phóng cái uh, xu hướng của thị trường có thể uh, sẽ bị đạp về vùng 1440. Đó, tức là tại thời điểm đó thì ông dự dự báo và đến phiên giao dịch của ngày 17, đó, đến phiên giao dịch của ngày 17, ngày 17 tháng 6. Ông sẽ sớt lại cái từ khóa 1440. Đây, ngày 17 tháng 6 khả năng là sẽ ở đây, đúng rồi. Thì 9 giờ 9 giờ 10 phút ngày giao dịch ngày uh, ngày, ngày 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 17 tháng 8. Thì tại thời điểm đó thì ông có đánh giá về đánh giá về tất cả những cái kịch bản về nhóm banh và chứng khoán không còn là đối trọng thì các anh chị có thể vì các anh chị không theo dõi trên những cái phân tích rất chi tiết của ông lê ở trên team home chat nên là sẽ không cập nhật được nhưng nó nôm ra là trong hai phiên giao dịch đầu tuần thì banh và chứng khoán nó là đối trọng của nhau nhưng đến cái phiên giao dịch của ngày 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 mười nó không còn là đối trọng nữa thì chúng ta hiện tại là chúng ta chưa nhìn thấy được cái nhóm ngành nào có thể dẫn dắt và có thể à, hỗ trợ thị trường đó rồi Uh, tiếp theo thì Hùng có đánh giá rằng uh, xu hướng ở uh, trong phiên sáng nay thì thị trường sẽ chỉnh và gặp lại cái mốc hỗ trợ vùng 1.450 điểm đến vùng 1440 điểm tức là cũng đã dự báo khả năng khả năng sẽ động lại tức là chỉ số phái sinh của chúng ta sẽ động lại ở vùng 1.450 và sâu hơn sẽ ở vùng 1440, đây sẽ là những cái vùng hỗ trợ rất là ok và đến trong phiên giao dịch ngày 17 đúng không ạ thì ở ngay khi mở hết cái phiên ATO thì chỉ số này đã long tức là phái sinh là long và nó long rất là đẹp và điểm long này thì nó đã hình thành một cái điểm hỗ trợ ngắn ở đây và mỗi chốt vấn đề của thị trường đó mỗi chốt vấn đề của thị trường kết thúc cái phiên giao dịch kết thúc cái phiên giao dịch sáng thì ông tiếp tục đánh giá Hùng tiếp tục đánh giá tiếp, kết thúc phiên giao dịch sáng ngày đây kết thúc phiên giao dịch sáng tức là tại thời điểm đó là uh, 11 một giờ tức là kết thúc uh, phiên giao dịch đây này, rất rất nhiều thông tin rất nhiều thông tin. đây, thì tại thời điểm đó thì cũng có đánh giá rằng là cái điểm bật của thị trường phiên nay rất là sáng. khi đó thì cũng quan sát cái xu hướng giao dịch của Phái sinh, tức là nó về đến vùng 1450 điểm nó không gãy và sau đó nó có mức điểm test ở uh, break một nửa đây. thì kết thúc phiên giao dịch sáng ở đây chính là cái cây nến, cây nến này là cây nến 13 giờ. thì cũng có đánh giá rằng là cái xu hướng thị trường bật, cửa bật của phiên này rất là sáng, rất là sáng. đây bởi vì sao nó lại sáng bởi vì nó đã có những cái điểm test về mặt kỹ thuật rất là đẹp rất là đẹp không không gãy này một bốn mảnh mươi này Đó và chúng ta đã có hai phiên hai phiên để chúng ta mua đó là khi mà thị trường khi mà phái sinh của chúng ta chạm về cái vùng hỗ trợ đây nó chạm về vùng hỗ trợ 1450 này và kết thúc phiên sáng của ngày 17 bảy thì chúng tiếp tục đánh giá rằng thị trường tiếp tục lo đó thì đường tiếp tục long. Và đến uh, phiên uh, phiên giao dịch ngày uh, phiên giao dịch ngày 17 hôm qua thì sau đó thì chỉ số này tiếp tục uh, đi về cái vùng 1470 và sáng nay có một điểm sọt test tương đối là nhẹ nhàng và sau đó thì chỉ số này tiếp tục long. Như vậy là nó đã hình thành được một cái trend long kỹ thuật cho đến uh, đến phiên giao dịch ngày hôm nay. Và đến uh, 14910 chín mươi sẽ sớt từ khóa 1490 Uh, và đến ngày hôm nay lúc đó thì khoảng tầm 13 giờ 44 phút 13 giờ 44 phút thì cũng có uh, có đánh giá có đánh giá về hai cái chỉ số rất là quan trọng của chúng ta đó là chỉ số phái sinh về chỉ số vn30 uh, trong một cái nhịp mà thị trường của chúng ta đã có những điểm nhấn kỹ thuật trong phiên giao dịch ngày 17 là phiên mà chúng ta đã giải ngân mua rất nhiều và rất nhiều các mã cổ phiếu được khuyến nghị trong phiên giao dịch ngày 17. Trong phiên sáng nay thì cũng bắt đầu tiếp tục giải ngân bởi vì cái xu hướng của thị trường uh, tiếp tục hồi nhưng đến khoảng tầm 14 giờ 14 giờ thì ông bắt đầu uh, có một cái phân tích dự báo về xu hướng của phái sinh và VN30 sẽ chạm về uh, không chưa đến 14 giờ các anh chị 13 giờ 44 phút tức là 2 giờ kém 15 thì có báo về cái khả năng là chỉ số phái sinh và VN30 sẽ công về vùng 1490 và trên vùng 1490 điểm cộng thì anh em chúng ta hạn chế giải ngân và chúng ta lại kỳ vọng thị trường sẽ đánh về lại vùng 1.500 đến vùng 1.510 điểm trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba để chúng ta đủ tê và chúng ta đủ tê và về đến vùng này thì anh em chúng ta lại dịa mang hàng ra chốt tức là những cái vị thế giải ngân trong phiên giao dịch ngày thứ năm và ngày thứ sáu hôm nay thì dự kiến là ngày thứ ba và ngày thứ tư tuần tới hàng sẽ về đó trong cái thời điểm hiện tại chúng ta giải ngân thì chúng ta phải tính toán một cái tọa độ để làm sao cổ phiếu về đến tài khoản chúng ta ngắm ngắm thị trường nó sẽ đi về đến đến cái vùng như nào đó thì đấy là toàn bộ cái kịch bản về phái sinh trong tuần vừa qua và À, thị trường của chúng ta luôn luôn vận động nó vận động theo từng phút từng giây chính vì vậy nên các anh chị à, muốn cập nhật những cái thông tin rất là quan trọng thì mời các anh chị à, về đồng hành cùng với team của ông lê tại công ty chứng khoán vbs đó và tất cả à, các cái câu hỏi của các anh chị ở trên bản tin tuần Thì hùng đã dành thời gian để ông trả lời rất là chi tiết à, rất là gãy gọn và trên một cái góc độ đó là giúp đỡ nhau cùng nhau để phát triển đó hùng có một phần kiến thức nho nhỏ bé bé thì hùng sẽ mang ra để hùng chia sẻ cùng với các anh chị còn tất cả các nick à, vào đây để tranh luận quan điểm hùng lê xin mời các anh chị à, chúng ta sẽ đi chỗ khác để chúng ta vui chơi giải trí ok rồi phần thứ ba chúng à xin lỗi cả nhà phần thứ hai chúng ta sẽ đi view à, các mã cổ phiếu rất là cơ bản vích thời điểm hiện tại không có nhiều dữ địa cái điểm xanh này là điểm mấy anh chị nhé điểm ra bản tin video số 159. Đó và hiện tại thì vẫn đi ngang. Uh, Vinhome, uh, Vinhome như vậy là Vinhome thì uh, trong phiên giao dịch ngày hôm nay uh, có một cái điểm kết phiên ATC thì như là ATC mới đẩy Vinhome. Thì uh, Vinhome trong bản tin tuần có đề cập đến biên 108 đến biên 110 và chính thức thì trong tuần này thì Vinhome đã cán vùng 110. Uh, nó cán xong thì nó quay lại nó test và phiên ngày hôm nay thì Vinhome cũng có test một phiên À, tương đối là đẹp như thế này tương đối đẹp các anh chị. Và một hai viên test nữa mà Vinhome không gãy vùng 108.5 thì à, khả năng cao xu hướng là Vinhome sẽ à, tiếp tục kéo một nhịp nữa để gọi là à, kéo cái chỉ số của thị trường. À, VRE thời điểm hiện tại thì nó cũng chưa có nhiều dư địa đâu các anh chị. À, vùng kháng cự của nó ở đây khoảng vùng 33 đến khoảng vùng 34. À, nếu cổ phiếu đánh như thế này thì xu hướng nó lại à, chạm về cái vùng kháng cự này và nó lại xu hướng nó lại test lại nền thôi VRE thì nó cũng chưa có nhiều các cái dữ liệu uh, Sabico, uh, SAB thì Hùng đã có phân tích khuyến nghị các anh chị rồi chúng ta có thể cân để chúng ta uống bia và đến thời điểm này thì chắc chắn là có bia phải khẳng định là như thế bởi vì gần như Sabico đã đóng cửa cao nhất trong tuần uh, mục tiêu tiếp theo của Sabico sẽ đánh về khoảng vùng 100, uh, 175 các anh chị ngắn hạn sẽ về đấy Uh, phân tích các mã cổ phiếu của họ Vinamilk Vinamilk thì động lực chưa có, uh, dòng tiền đang bị mất đi, uh, dòng tiền đang bị mất đi như vậy thì nó chưa có dòng tiền đánh uh, Thêm một ý nữa là uh, vùng kháng cự của nó thì đây, vùng kháng cự của nó trong một tuần vừa qua quanh vùng 93 thì chưa ổn định tức là chưa break được thì ngắn hạn thì nó sẽ đi ở trong biên 91 đến 93 GTN GTN ok anh chị. GTN thì trong nhịp này thì cũng đang uh, phân tích và bắt đầu bắt đầu chúng ta phân tích một sóng lên của GTN. Chính xác là bắt đầu từ vùng 16.5. Các anh chị có thể xem lại những cái bản tin tuần cũ ở vùng ngày 24 tháng 4. Thì chúng ta à, tháng 5 thì chúng ta đã bắt đầu phân tích GTN ở vùng hỗ trợ. Vùng hỗ trợ này chúng ta cân và sau một nhịp đánh dẫn thì cổ phiếu này đã đi về lại vùng biên tích lũy thứ hai vùng 18 18.5 khuyến nghị các anh chị tiếp tục cân tức là khi chúng ta cân những vùng hỗ trợ thì ok ngon lành luôn các anh chị và mục tiêu ngắn thì kỳ vọng GTN đánh về khoảng vùng 22, Ở VLC chúng ta đang tìm cách để chúng ta đánh cái mã cổ phiếu này và tìm cách để bơi về bờ thì ở cái vùng ở cái vùng đây 2829 đã khuyến nghị đảo hàng chém cá trên thớt lần thứ nhất và đến tiếp theo ở ờ, hiện tại thì cổ phiếu này đang xây ở khoảng quanh vùng 31.5 mà các anh chị, 31 31.5 sẽ mua điểm thứ hai để chúng ta về đến khoảng tầm 35 36 chúng ta lại chốt vòng thứ hai. Và về đến đây nếu như nó xả lại tiếp một lần nữa thì chúng ta sẽ canh mua để chúng ta làm vòng thứ ba và cứ như vậy thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ lãi cổ phiếu này, yên tâm là như vậy, không có vấn đề gì. Tức là sai thì chúng ta sẽ sửa các anh chị nhé Không sao cả. VTC thì uh, nhìn chung về tổng quan của nhóm ngành hàng không nó là rất là xấu Vì sao? Thì các anh chị cũng hiểu rồi uh, Hiện tại dịch bệnh nó đang rất là căng thẳng Và thêm một cái ý nữa Hùng Lê có chia sẻ với các anh chị tôi Tí nữa phần cuối bản tin thì Hùng sẽ nhấn mạnh cái phần này Đó là dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam Thời điểm này nó khác rất nhiều so với những thời điểm trước Đấy là mấu chốt vấn đề Nên là chúng ta đừng có quá tự tin rằng thị trường của chúng ta cứ uptrend uptrend Thế là chúng ta cứ ôm hết tiền để chúng ta đi lên thị trường chứng khoán đây để chúng ta đánh các anh chị cẩn thận nhất là các nhà đầu tư f 0 lưu ý là như vậy các anh chị sẽ nếm mùi sẽ nếm trái đắng và nếm rất đắng và thậm chí là những anh chị mà không cẩn thận là sẽ ao ra khỏi chiến trường này vdc chúng ta đừng có đừng có quá tin những cái bài báo hoặc là tất cả những cái ông bên ngoài ông hô ông hào ông sợ lắm rất sợ những cái đó Uh, VDC ở thời điểm hiện tại các anh chị uh, sẽ có một cái nền tích lũy ở quanh 115 và dự kiến thì nó sẽ đánh về đâu đó khoảng quanh vùng 120 về mặt ý đồ của VDC thì nó cũng khá là ok hpn thì cũng như vậy uh, mọi cái bài báo viết về cái câu chuyện là bên bờ vực phá sản vân 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 thì cái đó ai cũng hiểu và uh, nợ lũy kế uh, dự kiến trong 6 tháng đầu năm nó khoảng âm khoảng tầm 10.000 tỷ đồng rất là kinh khủng Uh, tuy nhiên với HVN ở thời điểm hiện tại Hùng vẫn bắt vùng 25.5 đến vùng 26. Ở đây là cái vùng hỗ trợ ngắn và khi những cái tin xấu nhất mà cổ phiếu không bị phá đáy thì đấy là thời điểm mà chúng ta có thể vơ bèo vừa tép ở trong cái nhịp này. Các anh chị sẽ tiếp tục quan sát. AST uh, rất là ok và chính thức là AST thì Hùng đã bắt đầu phân tích một sóng hồi từ vùng 46. Bây giờ nó đã bật lên ở vùng 52 dự kiến những điểm test cung lại kỹ thuật ở quanh vùng 49 không gãy và trong tuần vừa qua thì nó đang uh, giao dịch rất đẹp ở quanh vùng 45 và chờ một cái tín hiệu uh, bứt nền 52 thì chúng ta có target ở vùng 55 đến vùng 56 ACV hiện tại các anh chị uh, chúng ta sẽ canh chốt các anh chị nhé không còn điểm mua nữa và hiện tại thì nó đã trả một hai cung ở cái điểm này rất là đẹp và dự kiến thì nó vẫn đánh về lại đâu đó khoảng vùng 73 đến vùng 74 uh, rồi hôm nay cái trang nó bị lỗi nên là hiện tại thì cũng chưa vào được nên ông tạm thời mình phải sử dụng cái dữ liệu cũ uh, bvh Ở uh, bvh trong tuần vừa qua thì nó cũng đã chính thức uh, vượt break vùng 60 tức là mục tiêu thì nó sẽ đánh về vùng 60 và nó đang có những điểm test ở uh, về mặt kỹ thuật đã đẹp và nó cho phép test lại về vùng 60 không gãy thì nó sẽ đánh lên khoảng vùng 63 ở uh, png PnG thì uh, như vậy là cái vùng hỗ trợ của PnG hiện tại ở quanh vùng 93.5 vẫn tương đối khá là ổn định. Uh, vùng kháng cự ngắn ở đây ở vùng 100 và trong một cái xu thế ngắn hạn thì khả năng cao là PnG đang uh, có những cái điểm đánh ngang, đánh ngửa trong một cái biên hẹp như thế này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thêm những cái xu hướng tiếp theo của PnG. họ Man San thì Man San chúng ta nói đến vùng 103, đây sẽ là vùng hỗ trợ các anh chị hoàn toàn có thể cân Man San ở vùng này. Đừng có vội chúng ta tại sao chúng ta phải cân ở những cái vùng kháng cự này đúng không ạ? Vùng này là vùng mùng phân tích một cái target lên của Man San. Đó, tất cả những anh chị em chiến binh trên từng con sóng không anh chị nào mua ở vùng 115 hết trơn á. Khẳng định như thế cho nó vuông vắn đúng không ạ? Và tất cả những anh chị em đã theo, theo dõi những bản tin của Hùng thì chắc chắn anh chị sẽ không giải ngân ở những cái vùng đó. Đó thì đấy là một cái ý tốt đó hùng mong các anh chị là chúng ta mua điểm nào để cho chúng ta có lãi đó ok đúng không rồi man san thì chúng ta sẽ có một cái vùng ở đây các anh chị năng lượng rất là tràn đầy để chúng ta nói chuyện đúng không ạ một và dự kiến thì nó sẽ đánh về đâu đó khoảng 110 đến vùng 115 trăm mười lăm man san thì hiện tại đang khá ok MSR một mã cổ phiếu tương đối là quen thuộc thì cái cổ phiếu này nó đánh nó cũng không có gì là 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 khó khăn cả. Đó, vùng 18 19 chúng ta mua và chúng ta đang chờ chốt này, vùng 22.5, vùng 23, vùng 24 ở đây canh chốt thế thôi. MML thì chúng ta sẽ nhìn ở trên một cái góc độ dài, đó là góc độ tích lũy về một cái trang kỹ thuật trung hạn và vùng tích lũy ở nó 57.5 đến vùng 58.5. Nếu anh chị mà yêu thích đầu tư dài thì cứ cầm dài cổ phiếu này ở những cái vùng hỗ trợ và chắc chắn nó sẽ có những cái lợi nhuận còn đánh mà đánh kiểu gọi là đánh để lướt lát mà để kiếm tiền luôn thì nó không có đó mvdukg à, hiện tại vẫn tương đối là ổn định các anh chị nhé kết quả kinh doanh vẫn ổn định vẫn tốt không có vấn đề gì cả thì uh, MVDG trong bản tin cũ có nói đến vùng 134, tuần này này đó nó đang bách lại vùng 40 và xu hướng ngắn hạn thì sẽ đánh lên vùng 145, xa hơn thì chúng ta sẽ nói đến vùng 150 và trong một kênh xu hướng tổng thể thì MVDG vẫn đang là một uh, uptrend. Đó, uptrend. Uh, rồi, uh, các mã cổ uh, phân tích gì trước sau đó thì chúng ta sẽ phân tích nhựa. J uh, cũng là một cái mã cổ phiếu về mặt tạo lập trong tuần thì có đánh giá vùng hỗ trợ ở vùng 54 và uh, phiên uh, ngày hôm 3 thì đánh tiêu đối mạnh về vùng 60 uh, về thuần về kỹ thuật thì cổ phiếu sẽ có những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở đây và nếu nhẹ nếu test nhẹ thì nó sẽ test khoảng vùng 58 năm và test sâu hơn thì nó sẽ ở khoảng vùng 58 và đây sẽ là các điểm test mà chúng ta sẽ quan sát ở trong tuần giao dịch mới uh, Nhựa Bình Minh uh, trong tuần đã hoàn thành chính thức hoàn thành vùng 60/ trên 60 thì cái mã cổ phiếu bình minh này á, nó cũng không có gì uh, xuất sắc và cũng không có gì gọi là khó khăn cả Ở trong những cái nhịp trước này thường phân tích gần như gần như là sát và những cái nhịp nào mà chúng ta phân tích một cái nhịp hồi của nó gần như là tuyệt vời và đến thời điểm hiện tại cũng như vậy đúng không ạ từ vùng hỗ trợ từ vùng hỗ trợ năm đến vùng năm và đã hoàn thành vùng 60. Uh, ngắn về mặt kỹ thuật ngắn hạn Thì nó sẽ test cung Nó sẽ test trả lại cung khoảng biên 59 đến biên 60 Trước khi nó có thể hình thành nên một cái nhịp kéo tiếp theo ở đây Là vùng 64 Bacona cũng được uh, phân tích cập nhật rất là nhiều Ở trên team và đến thời điểm hiện tại ở Trong một cái nhịp mà chúng ta ngắn ngắn ở đây Thì cũng có đánh giá ở vùng 15 Đó, Chúng ta thử search lại nhé Thì cái câu chuyện là trên này Thì tất cả mọi cái dữ liệu đều được uh, phân tích uh, Về mặt kỹ thuật đó, 24 tháng 5. À, sau khi xây thành công tại ngày 24 tháng 5 thì cũng có đánh giá cái câu chuyện về Ba con A đã thành công 18 trên 18. Ờ à, phiên nay đó và bắt đầu vùng 15 15 3 15.5 thì chúng ta bắt đầu à, thăm dò và chúng ta bắt đầu chiến đấu lại và cái cổ phiếu này là một cổ phiếu rất có duyên, rất có duyên. Đó, vậy thì đấy là những cái vùng 13 15 năm đây các anh chị này. Chúng ta gom gom xong rồi thì bây giờ nó lên đến target ở vùng bao nhiêu vùng 20 rồi à, 20 thì nó sẽ có những cái điểm chỉnh cung về mặt kỹ thuật 18 năm đến vùng 19 không gãy à, cổ phiếu này sẽ có xu hướng đánh bật vùng 20 và đến thời điểm hiện tại thì uh, bao na rất là đẹp bao na rất đẹp rồi và mã cổ phiếu này thì các anh chị hoàn toàn đang cầm thì có thể canh vùng 18 năm đến 19 có thể canh mua thêm ở trong các cái vị thế ở à, DAG chính thức khuyến nghị bắt lại trong tuần vừa qua chính thức bán lại luôn rồi Bản thân thì chúng ta có đánh giá vùng hỗ trợ 5.7 uh, phiên hôm qua vùng 5 59 và sáng nay thì tiếp tục uh, khuyến nghị ở vùng 6 đến uh, đang có những cái phiên test ở vùng 6 đến 6.1 đó nên chúng ta không có cái câu chuyện tranh luận trước đây là có một số đồng chí vào phá đám đó thì lúc đó là khoảng 9 giờ 40 phút các anh chị có thể tra lại cái biểu đồ giao dịch tại thời điểm đó DAG đang có giá bao nhiêu đang có những biên test và tại thời điểm đó thì đâu đó đang có khoảng 6.09 gì đó, 6.05, 05. đó. Thì chúng ta tiếp tục cân có thể là mở cân hết ở trong phiên ngày hôm nay nếu như mà break nền 6.1 đó thì phiên hôm nay là đóng cửa vùng 6.24 như vậy là nó đã thỏa mãn cái điều kiện để chúng ta mở mua hết đó nhịp tiếp theo ở khoảng vùng 6.5 và xa hơn à, xa hơn thì nó có thể đánh đâu đó về khoảng vùng đó 6.5 đến 7 gì đó nó ma nó là như vậy cổ phiếu vnp cũng ăn tiền rồi đó hàng về bắt đầu ăn tiền rồi à chưa hàng chưa về ờ à, thì đối với vnp à, chúng ta có nhìn nhận đánh giá ở vùng 13.5 đến vùng 14 và vnp thì đang rất là ok à, điểm này thì chắc chắn vnp sẽ mở trend và các vị thế gom hôm qua và phiên hôm nay à, trong tài khoản đầu tiên mùng lê đã khuyến nghị các anh chị à, chiến đấu Ờ, nhóm ngành công nghệ đến thời điểm hiện tại thường chỉ view nhanh thôi FPT tại vì là nó cũng không có nhiều cái dư địa ờ, đối với FPT thì uh, chúng ta sẽ có ở 80 và ở vùng 84 tức là nó sẽ đi ngang hoàn toàn là vằn ở trong cái thời điểm này và sau đó thì chúng ta sẽ nói đến những câu chuyện tiếp theo ở DC World đang có một nhịp hồi và trong một cái nhịp phân tích sóng xuống thì cũng có đánh giá ở vùng hỗ trợ 114 Hiện tại thì cổ phiếu trong tuần đã có điểm test lại ở đây rất đẹp này, vùng 120 và sau đó thì xu hướng này thì sẽ đánh về khoảng vùng 134, 135. Ờ, các tài khoản cầm thì chúng ta chú ý để mà canh, để mà chốt. Ok, phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành sẽ lắp. Thì hiện tại thì nhóm ngành sẽ lắp đang đánh tương đối rời rạc, tức là nó chưa đánh cả dòng. Ở chính vậy nên Hùng sẽ lọc ra một số các cái mã cổ phiếu cơ bản thôi để Hùng nói với các anh chị. Cổ cô tích công đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có phân tích ở đây rồi Từ vùng 55 điểm hồi thứ nhất xong đó test nền Thì cô tích công đang quay về test nền khoảng biên 60, 61.5 Đây là biên test nền và chúng ta sẽ uh, kỳ vọng là cổ phiếu này nó sẽ test nền và thành công Và nó sẽ có một điểm chém điểm 65 ở đây uh, Khi điểm chém điểm 65 này uh, xuất hiện thì nó thì cùng với thời điểm đó thì chúng ta sẽ, sẽ nâng target của em này lên vùng 70 C2 là một cái mã cổ phiếu mà tốn hơi nhiều bút giấy mực của ông Lê sau một thời gian phân tích sóng giảm và ông này đi ngang đi ngang xong thì đang có xu hướng bị đạp thì sau cái thời gian đạp ở cái vùng ở cái vùng 19 đến vùng 19.5 thì chúng ta cứ bình tĩnh Đó chúng ta hôm nay thì nó lại lấy lại vùng 19 rồi ờ, Tuy nhiên uh, sẽ cần thêm một vài cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật nữa Để chúng ta có hay không chúng ta đánh giá một cái xu hướng hồi Còn uh, có hàng rồi thì chúng ta cứ cầm thôi Có thể vùng 17, 18 năm này này đó Có thể vùng 18 năm chúng ta lại túc đắt Có giá này chúng ta lại cân tiếp không sao cả Đó thì chúng ta cứ liên tục chúng ta cân và gom hàng Trong một cái quãng thời gian dài Thì chúng ta sẽ có những cái vị thế rất là tốt Cho một cái nhịp đánh lên Uh, KDH tuyệt vời rồi Đến thời điểm hiện tại thì KDH đang đánh rất tốt Và uh, trong tuần thì chít thoát chạm target vùng 38 Và nhịp này dự kiến thì sẽ đánh về vùng 40 Các anh chị chúng ta sẽ cầm à, uh, HDG một mã cổ phiếu cũng uh, gọi là rất thành công Bởi vì sao? Bởi vì tất cả các cái nhịp phân tích về các cái điểm về mặt kỹ thuật của cổ phiếu về 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 điểm kháng cự của HDG gần như hùng phân tích như đặt đấy nói như đặt là là phải phải ghi nhận tức là có những mã cổ phiếu chúng ta sai nhưng mã cổ phiếu này thì gần như là chúng ta phân tích như đặt ở những cái vùng kháng cự à, mà về đến cái vùng này các anh chị xem bản tin hùng mà không chốt được nữa thì thì chịu đó đây này đoạn này cũng thế đúng không ạ à, chúng ta có phân tích một à, cái vùng kháng cự ở đây 47 đến khoảng vùng 48 và đây nhấp nhô này là ào mà tháo à, thì nó về lại vùng 40 không gãy thì xu hướng lại về lại vùng 46 47 đây chúng ta canh chốt HDC đến thời điểm hiện tại uh, những ý đồ về mặt tạo lập rất là ok. Trong tuần nó đã uh, hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 60 trên 60 và sau đó thì nó đang có những điểm test kỹ thuật ở khoảng vùng 62. Vùng 62 này rất hay, rất hay và những ý đồ tạo lập này thì có thể sẽ nâng cái target để đưa cái target của uh, HDC lên vùng 7x tức là nó không gãy 60 thì 70 sẽ là trong tầm tay. À, LCG ngày hôm nay làm nhiệm vụ đánh break nền 14 Và hiện tại thì uh, kết tuần đang ở đóng trên vùng 14.5 Và kỳ vọng thì cái mốc này sẽ giữ được uh, Thì chúng ta sẽ nâng uh, target uh, lên vùng 15 NRC cũng là một mã cổ phiếu rất là hay Và cũng đang uh, thường xuyên theo dõi những cái động thái đi Và có khuyến nghị mua ở uh, từ vùng 18 Sau đó điểm test ở vùng 19 uh, Sau đó thì biên tiếp theo đâu đó ở khoảng vùng quanh vùng 20 Và nôm nay đấy là những cái vùng mà chúng ta mua và chúng ta chờ đợi một cái cú mà nó ra chân để nó thoát vùng 22 Thì chúng ta sẽ nâng target lên khoảng vùng 24 Fecom hiện tại kết quả kinh doanh tốt Mà lái cũng gom rồi mà sao chưa thể đánh ở Thì đối với Fecom có phân tích một cái nền đâu đó ở đây này 11.5 đến khoảng vùng 11.6 Và kỳ vọng nhịp đầu tiên sẽ đánh về vùng 13 ở LDG chúng ta đánh nhịp thứ ba các anh chị Đánh nhịp thứ ba Nhịp 1 chúng ta đánh ở đây. Ờ tình văn toàn về đây chúng ta lại tiếp tục phân tích nhịp 2 về đến vùng đâu ạ? Về đến vùng 8.8.8 nó lại tình văn toàn. Đó, tình văn toàn xong rồi thì chúng ta lại bắt đầu bắt đầu gọi là gom góp lại từ vùng 6.5 đến vùng 6.8. Sau đó thì hôm có nói đến vùng 7, sau đó sẽ nói đến vùng 7.2 và đến thời điểm hiện tại coi như xác định là chúng ta không còn những cái điểm gom đẹp nữa. Uh, mục tiêu thì uh, đã gom rồi thì chúng ta sẽ chờ 8, break 8 rồi chúng ta lại tiếp tục chúng ta xây tiếp, nó cũng giống như nhịp ở bên này thôi. Ờ uh, IDC uh, một mã cổ phiếu hiện tại thì cái vùng 40 đến vùng 42 ở đây nó vẫn đang là một kháng cự tương đối mạnh. Uh, nên tạm thời thì chúng ta sẽ đánh ở biên 37 đến biên 40. Đó, biên 37, biên 40, ngắn gọn như vậy thôi à, uh, cũng không có gì đặc biệt cả đó Trong nhịp cũ thì chúng ta có nói đến kháng cự 11.5 đến vùng 12 Nhưng mà về đến vùng này nó bị chốt tương bừng đấy các anh chị này Đó chốt tầm thế luôn uh, Xong rồi thì nó có vùng hỗ trợ 9.8 Và trong bản tin tuần cũng có đánh giá vùng 9.8 lại hồi lại về vùng 11 năm đến vùng 12 à, uh, Về đến vùng này là làm gì ạ? Lại mang hàng ra mang hàng ra chốt Đánh dễ như vậy có gì đâu Chứng khoán rất là dễ à, uh, DIG rồi nó cũng không có gì cả uh, vùng hỗ trợ uh, có đánh giá về DIG khoảng vùng 24.4 và dự kiến hồi phục về lại ở uh, vùng 28 ở uh, về đến vùng này thì có hàng thì chúng ta lại mang hàng ra mà táng IDC là một mã cổ phiếu cũng được phân tích uh, rất là nhiều và cái cái em IDC này thì nó đang có dáng dấp của một cái uh, thế trận cái 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 thế trận uh, thế trận đánh uh, nôm na là như vậy Uh, thì uh, sau một cái nhịp rũ thì cũng có đề cập đến cái khả năng mở trên kỹ thuật của cổ phiếu này trên vùng 32 uh, tuy nhiên là nó chưa chạy ngay được đâu các anh chị ơi cứ bình tĩnh đi đâu mà vội ạ nó uh, hôm nay nó kéo tương đối mạnh nhưng rồi phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba nó sẽ tả test lại tả cung ở đây nó còn lình xình theo như cái cảm nhận cái cảm quan về 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 mặt kỹ thuật của ông Lê nó còn lình xình ở quanh cái biên ở đây nó khoảng biên 32 đến khoảng biên 34 đó sau đó nó tích lũy đủ lực đủ lớn rồi thì nó sẽ có thể nó có những cái trận đánh của IDC mở trên còn IDC thì chính thức ờ uh, ủng phân tích từ vùng giá 24 24 8 đâu đó khoảng cái vùng này tức là về đến đây là bắt đầu phân tích IDC, IDC đó. 27 tháng 5 này, 24 tháng 5 này. 12 tháng 5 này. Mùng 6 tháng 5. Mùng 6 tháng 5 đánh giá xu hướng đảo chiều của IRC. Mùng 6 tháng 5 đây các anh chị. ở à, lúc đó thì IRC có giá khoảng vùng đây 25 24 đây này, 27.4 tức là đánh giá ở cái vùng 25. Đó, ngày mùng 6 tháng 5 thì có đánh giá đây Mùng 6 tháng 5 đâu đó Nôm Na đây các anh chị Đó thì có đánh giá một cái biên khoảng từ 25-26 gì đây Nôm Na nó ở cái vùng này Bắt đầu từ đây thì chúng ta phân tích một sóng lên Đó, Nôm Na nó là như vậy Từ đây thì chúng ta phân tích một sóng lên Và sóng lên này thì đã đưa được target của em này về vùng 32 32 ở đây, xin lỗi cả nhà Chính xác nó là như vậy đó Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành dầu khí À, thì đến thời điểm hiện tại thì uh, cũng có rất nhiều ở uh, những cái thông tin tích cực đến từ nhóm ngành này đó là việc giá dầu tuy nhiên uh, những cái điểm mua tối ưu nhất tốt nhất của nhóm ngành dầu khí thì nó đã không còn nữa và trên cái quan điểm cái góc độ kỹ thuật mùng lê mang đến cho cộng đồng nhà đầu tư cho những anh chị em mà thường thuyện xuyên theo dõi những bản tin của ông lê đó là chúng ta cố gắng tìm kiếm những cái nền tảng về mặt hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu để chúng ta mua thì ví dụ như gas đúng không ạ? Trong một cái nhịp mà chúng ta có đánh giá đó là nền hỗ trợ gát gas ở vùng 80 đến vùng 82 thì đây sẽ là những cái vùng mà chúng ta gom. Đó, chứ không phải gặp những cái vùng kháng cự 90 để chúng ta lại hoàn tà toàn là bàn chúng ta lại mang xong đấy có nhiều anh chị lại lên đến vùng 94 95 lại mua tiếp, chắc chắn là như vậy. Ờ uh, trong trong số cộng đồng nhà đầu tư mà không được tiếp cận đến những cái nền tảng kiến thức của ông Lê thì chắc chắn là sẽ gom vùng 94 95. Và uh, các anh chị để ý là những cái bản phân tích cùng là những bản phân tích thực chiến. Uh, Tức là nó mô tả gần như tất cả những cái diễn biến hàng ngày của cổ phiếu Nó không có cái gì cao siêu cả Đó, Nó rất bình dân, nó rất bình dị Nhưng nếu như mà uh, anh chị mà vận hành được những cái bình dân bình dị của Hùng Lê á, Thì cũng ăn tiền, rất chắc chắn là như vậy Ở PLX không có gì cả PLX đây uh, nó có một cái điểm về mặt kỹ thuật của nó là hỗ trợ ở vùng 53.5% ở nó hồi phục từ đây và dự kiến thì sẽ đi về vùng 58 ở đây và về đến vùng này thì cùng với thị trường chung đi về vùng kháng cự thì khả năng PLX sẽ có những cái điểm ở chốt kỹ thuật ở đó các anh chị lưu ý. PET thì cũng có đánh giá một cái điểm hồi, điểm hồi trên bản tin tuần rồi, có nói đến vùng khoảng vùng 20.7 và dự kiến thì nó lại đi về lại được cái vùng 23 23.5 ở đây và lại mang hàng ra chốt. Ờ Uh, vùng kháng cự 7.5 và vùng hỗ trợ ngắn ở đây 6.35 đến vùng 6.5 khả năng sẽ có những cái điểm hồi phục ngắn từ đây uh, xu hướng con con PX này thì nó phải kiên nhẫn một tí chứ còn nếu mà đánh đánh vội vàng nó cũng khó uh, đánh vội vàng là rất dễ chúng ta đua những cái phiên giá xanh này thì uh, t cộng 3 về hàng về thì vô hình dung của chúng ta lại bị lỗ rồi bộ 3 top 1 của uh, nhóm P gồm có uh, PVS thì uh, về ý đồ về tạo lập của PS ở đây nó có cái vùng kháng cự ở đây các anh chị này vùng 31 chính vậy nên là nó đang đánh tương đối khó khăn ở vùng này à, trên góc độ kỹ thuật các anh chị đang cầm thì vùng 29 sẽ là vùng chặn lãi tức là nếu cổ phiếu bị gãy vùng 29 thì có thể à, sẽ phải bán ra để chốt lãi tạm thời à, PVD đến thời điểm hiện tại à, sẽ về lại đây vùng kháng cự 23.5 đến vùng 24 khả năng sẽ lình trình ở đây nó sẽ có một à, hai nhịp chỉnh ở đây trước khi mà hình thành nên một cái xu thế tiếp theo à, uh, PVT như vậy là PVT đã lên đến vùng kháng cự rất mạnh ở đây rồi các anh chị Và trong bản tin tuần thì có khuyến nghị các anh chị là về đến vùng 22 Đó, nó chưa về đến, được đến 22 nhưng về đến vùng này thì nó bắt đầu có những cái dấu hiệu suy yếu nhất định và vùng chốt chặn lãi của nó ở khoảng vùng 20.5 tức là uh, còn giữ được 20.5 thì còn gãy 20.5 thì lưu ý Ờ uh, BSR hiện tại thế trận đánh rất đẹp khi mà cổ phiếu này vẫn giữ được biên 19.5 với lực cầu tương đối là ổn định à, Thì đối với xu hướng của BR thì chúng ta sẽ kỳ vọng BR sẽ đánh về khoảng vùng 23 đến vùng 24 ở trong nhịp này à, Trường hợp nếu như BR bị mất vùng 19.5 thì chúng ta sẽ SL à, Chúng ta chấp nhận chúng ta bán à, Chúng ta sẽ không cầm nắm nữa Bởi vì khi mà gãy biên 19.5 thì cổ phiếu nó sẽ à, mất cái trend kỹ thuật Ôi đến thời điểm hiện tại thì nó cũng đang gặp phải vùng kháng cự ở đây là vùng 15 Ờ... À xu hướng của oi thì khả năng là oi sẽ có một cái nhịp đánh bay vùng 15 và nó sẽ về lại được khoảng vùng 15 năm đến vùng 15 10, 10, 16 ở đây này à, thì về đến vùng này thì cơ bản là lại lại mang hàng ra táng thôi oi để xem nào có có cái khả năng để mở trang kỹ thuật không cũng có khả năng có nhưng mà chúng ta sẽ đánh giá thêm ở cái vùng 16 còn đối với thời điểm hiện tại thì oi cũng chưa 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 thực sự là đủ tâm đủ tầm để có thể đánh bay vùng 16 sẽ cần thêm thời gian. À, POV kép, mà như vậy là POV kép cũng chưa có nhiều cái dữ địa anh chị, những cái điểm đánh lên đánh xuống vàng vo như này thì cũng tạm thời là quan sát thêm thôi, chưa có nhiều các cái yếu tố về mặt kỹ thuật. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang đi phân tích nhóm banh Ờ, thì đối với nhóm banh và nhóm chứng khoán thì trước khi mà đi vào phân tích thì hùng có nhắc lại một cái ý đó là trong cái cách tiếp cận vấn đề trong bản uh, tin tuần cũ thì hùng có nói là nhóm này nếu như hồi về mặt hồi về mặt kỹ thuật thì chúng ta sẽ làm gì các anh chị chúng ta sẽ bán tức là uh, thời điểm hiện tại thì hùng không còn uh, yêu nhóm banh và nhóm chứng khoán nữa và cái nhóm này thì uh, uh, chủ đạo là anh chị em có hàng có các cái nhịp hồi thì chúng ta sẽ canh để chúng ta bán ra thôi các anh chị nhé thì uh, bản tin tuần này cũng tiếp cận ở trên góc độ như vậy bởi vì sao bởi vì uh, theo như cái cảm nhận thôi đấy là cảm nhận cá nhân hùng thôi nó có thể đúng nó có thể sai nó chả làm sao cả đó thì uh, cái nhóm này nó đã tăng rất là mạnh rồi và cái thứ hai nữa là thị trường của chúng ta lại đang đi về những cái vùng tiệm cận về những cái vùng khá cự uh, mạnh thì thông thường tạo lập sẽ dùng một cái nhóm nào đó để đạp mục đích của, gì, của họ là gì tức là họ sẽ đạp để họ thu lợi lại trên chiến trường phái sinh thì họ cân lại cho thị trường cơ sở tức là họ rất nhịp nhàng cái câu chuyện với những nhà tạo lập lớn với những tay lớn là mình không thể tính toán được cái đường đi nước bước của họ đâu đó và họ đánh bao giờ họ cũng có lãi họ đạp và phái sinh ví dụ giảm 30 40 điểm trong một phiên thì các anh chị phải hiểu là một hợp đồng một điểm tương đương 100 nghìn 10 điểm tương đương với 1 triệu và à, và 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 và, và, và 10 điểm đó một điểm là à, 10 điểm tương đương 1 triệu và Ví dụ như vậy thì người ta đạp 30 40 điểm trong một phiên thì một hợp đồng người ta sẽ thu lại khoảng 5 triệu trên một hợp đồng. Đó, trừ hùng người tính khoảng 4 triệu đi. Đó, vậy thì một cái số lượng hàng nghìn hợp đồng thì các anh chị có thể tính toán được là 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 cái cách người ta làm như thế nào nó 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 uh, nó khó lắm. Đó. còn cơ bản là Hùng cũng đi nhiều rồi Hùng cũng Coi như tham gia thị trường nhiều rồi Thì cũng có cảm nhận được một phần của uh, Những cái ý đồ đấy Chứ còn bây giờ mình sẽ rất là khó để mình nói Uh, thì 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 để mà đạp được thị trường nhanh nhất thì chỉ có dùng banh như chứng khoán thôi Đấy, nôm na là hai cái nhóm này chỉ cần rào 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 cái là thị trường đi ngay 20 30 điểm ngay và uh, khi mà uh, nhóm banh và chứng khoán mà bị đạp như vậy đó, uh, thì uh, những cái nhóm ngành khác nó cũng bị tạo những cái hiệu ứng uh, không thực sự tích cực Vietcombank trong phiên kết tuần thì Vietcombank đã đi về cái vùng kháng cự cao nhất 107.5 và cơ bản thì Vietcombank nó đánh về mặt chỉ số thôi và nó sẽ có những cái điểm test cung về mặt kỹ thuật có thể nó sẽ kéo lên vùng 110 rồi nó test lại cung kỹ thuật ở đây thì cũng sẽ có đánh giá thêm nếu trường hợp nếu như mà em này test biên Uh, khoảng vùng 106 mà không gãy thì cái xu hướng nó thể kéo một nhịp nữa để lấy điểm số của thị trường, tức là uh, nó sẽ lấy cái điểm số để đưa thị trường về ở uh, cái vùng 1500 điểm. Còn nếu không mà bị mất cái biên này thì nó sẽ đây các anh chị có thể nhìn thấy hình tượng ở đây. Uh, nó tương tự như vậy thôi, nó có một cây nến kéo rất là mạnh mẽ. Đây cũng một cây nến kéo rất là mạnh mẽ. Đấy là những cái điểm cây cây nến kéo về mặt chỉ số thôi. Ờ uh, bit ở thời điểm hiện tại thì cũng đã có phân tích uh, khả năng cái xu hướng tạo đáy tạo nền ngắn hạn và có thể cân rồi các anh chị nhé Đó vùng 44.5 chúng ta có thể cân và dự kiến cho một lực hồi ở vùng 48 đến vùng 49 lại quay lại uh, cái trang kỹ thuật cũ thôi. ACB ACB ở thời điểm hiện tại nó sau khi chia thì chúng ta sẽ cập nhật giá sau chia và dự kiến vùng kháng cự của nó vẫn là vùng 36. Uh, biên test kỹ thuật của nó khoảng quanh vùng 33.5, 33.5, tức là nếu như vẫn còn giữ được 33.5 thì ok. Uh, chúng ta có thể cầm nắm giữ lại ACB nhưng mà nếu mà mất biên 33.5 thì cũng uh, cân nhắc để chúng ta chốt. ở uh, CTG uh, vô hình dung hiện tại thì CTG đang hình thành đó, trong một cái nhịp uh, phân tích một sóng lên ở dưới này, thường nó đưa target của công thương lên vùng 54 đến vùng 55 và đến thời điểm hiện tại có thể nói là tuyệt đối và công thương thì chúng ta phân tích từ đâu đến thời điểm hiện tại là có thể nói là công thương chúng ta đã có một cái quá trình phân tích rất dài. thậm chí chúng ta có thể quay ngược lại từ tháng 1 cơ. Đó. Ví dụ nhá, sẽ search lại một từ khóa CTG thôi. Để chúng ta thấy được là cái thấy được một cái một cái dòng thời gian, một cái dòng thời gian về 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 về, về, về phân tích. Đó, 21 À, không, đây, 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 xin lỗi cả nhà, lan hơi quá Đó, bắt đầu từ 14 tháng 1 này à, Từ 14 tháng 1, 13 tháng 1 này 13 tháng 1 này Đó, 13 tháng 1 này, thì uh, đang thể hiện đặt này chủ động nhịp nhún thêm phiên này này để nâng target lên vùng 43. Tức là công thương có chia nhưng tại thời điểm 13 tháng 1 đó, ông nhớ rất là rõ tại thời điểm đó thì ông có đánh giá ngày 14 tháng 1 này có dự đánh uh, có dự báo đánh giá về uh, xu hướng là nhóm banh sẽ uh, quay trở lại nhóm này và lúc đó thì ông phân tích một loạt các cái mã cổ phiếu. Đấy, Liên Việt banh khi đó có 14 thôi. Đó VIDV lúc đó có vùng 39 đến vùng 40 BVB lúc đó có vùng nói chung nôm na là bắt đầu từ cái thời điểm này Là chúng ta đã bắt đầu đánh đánh giá nhóm banh Và nhóm banh đến thời điểm hiện tại đã là tháng 6 Như vậy là chúng ta đã trải qua khoảng tầm 5 tháng dòng dã ở Chiến đấu một cái nhóm banh rất là mạnh mẽ Thì đến thời điểm này thì cũng đang cảm nhận thôi Ở cái cảm quan của ông đang cảm nhận là Đang có một số các cái vấn đề ở nhóm này À, thì đối với công thương như vậy là chúng ta đã đưa được cái target max ở đây à, Một cái nhịp hồi kỹ thuật ở đây thì quan điểm là gì? Hồi để bán à, Và à, trong tuần thì nó đang lừng khừng ở biên Nói chung biên bên, 49.5 đến 51 à, Trường hợp à, nó giữ được nhá Tức là ông tính một cái kịch bản nó xấu thôi à, Nó giữ được vùng 49.5 Thì ok chúng ta vẫn có thể cầm nắm Nhưng mất 49.5 là xấu đó MBB và Vbank VB <laughs> MEB thì hiện tại nhiều anh chị hỏi Hùng mua không nhưng Hùng thì Hùng, Hùng sợ lắm, nói chung là gan hơi bé à, Và dự kiến thì có thể sẽ đánh lại ở đây, quanh vùng 42, hoặc vùng 43 ở đây Và cái dữ địa để chúng ta có được lãi nó không còn nhiều, đó nên là hạn chế VBANH thì trong tuần à, chính thức có một cây nến đầu tiên, có thể nói là cây nến đầu tiên Sau một cái hành trình tăng chưa bao giờ nhìn xuất hiện thấy một cây nến như này thì nó động lại ở hai phiên. hiện tại thì nó vẫn đang động lại trên vùng 65. Nhưng nếu xuất hiện một cái cây nến thứ hai như thế này mà phá vỡ vùng 65 thì vô hình dung khả năng trong một cái nhịp ngắn thì Vbank đang chỉnh. Rồi. Techcombank và tbank Techcombank đến thời điểm hiện tại cũng như vậy ông đã đưa được cái target của Tech lên vùng 54 đến vùng 55 Và đấy là một cái vùng rất là mạnh mẽ Và đến vùng này thì gần như chúng ta cũng không còn nâng được target nữa à, Những cái điểm chỉnh, chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 49 Đã có đánh giá ở trên bản tin tuần Dự kiến hồi lại khoảng vùng 52.5 đến khoảng vùng 53 Ở vùng này thì các anh chị Quan điểm của Hùng là chốt Còn các anh chị có thể chốt hay không thì tùy à, Trên góc độ kỹ thuật Vùng 49 sẽ là cái vùng mà sẽ À, xác nhận những cái xu hướng tiếp theo và đây sẽ là cái vùng kỹ thuật rất là quan trọng của Techcombank à, TB Bank đến thời điểm hiện tại thì cũng đã đưa được cái target mắc của nó ở vùng 39, 39 đến vùng 40 Chính xác nó là vùng 38 cộng Rồi sau đó nó chỉnh này, chỉnh thì bây giờ chúng ta sẽ lấy hỗ trợ 34 hồi lên, hồi là chốt Đó, quan điểm về mặt kỹ thuật chúng ta đã nói rất rõ ràng như vậy Uh, thì nó đang có những cái điểm quay lại test nền và hiện tại thì vùng ở đây vùng kháng cự dài khoảng vùng 38 cộng rất là mạnh uh, Đối với TB Bank Hùng sẽ quan sát ở khoảng vùng 34 đó sẽ là những cái vùng mà uh, xác nhận những cái xu hướng uh, tiếp theo HD Bank uh, Đối với HD -Bank thì nó đang tích cực hơn cả so với nhóm ngành banh Tuy nhiên uh, trong một cái góc độ kỹ thuật thì Hùng cũng đã đưa được À, cái vùng target cực mắc ở đây lên đến khoảng vùng giá 35 cộng thì cổ phiếu bị chốt ở ngắn hạn chúng ta sẽ lấy vùng 31.5 và những biên hỗ trợ về mặt kỹ thuật ở đây đó là biên kháng cự 35 xu hướng thì về đến vùng này nó lại chốt thôi đó nên là không cũng không còn thơm nữa nên là là hạn chế mua đuổi các anh chị nhé STB cũng đã có một cái hành trình rất là dài và chúng ta cũng đã có một cái uh, thời gian để phân tích cho mã cổ phiếu STB, hùng cũng không nhớ là tầm nào nữa nhưng mà STB nó cũng à, dòng dã à, từ tháng 1, tháng 2 cho đến tận bây giờ. Đó. STB, chắc chắn là như vậy. Chắc chắn là như vậy. Đó, các anh chị có thể nhìn thấy đây dòng thời gian à đây, đây, 22 tháng 1, 14 tháng 1. Đó ví dụ đến 14 tháng 1 đến 22 tháng 1 này Đến ngày mùng 1 tháng 2 thì Hùng chính thức đánh giá rằng STB xuất hiện tín hiệu đảo pha xu hướng ở vùng 17.2 đến vùng 17.3 Cân cật lực đó đến vùng này là bắt đầu thấy những cái đà đó thì chúng ta tại sao chúng ta lại phải mua STB ở những cái vùng ở trên này nó đó vùng từ ngày tháng 2 từ tháng 2 đó vùng đây này hình như cổ phiếu này chia nên là nó bị hạ cái 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 độ cao của cổ phiếu xuống đó và trên góc độ kỹ thuật thì cũng đã đưa được gần 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 lên được vùng mắc đó lên được đến vùng 32 cộng thôi và đang kỳ vọng nó đánh lên khoảng vùng 34 cộng ở đây thì chưa chưa đạt được 34 cộng chưa đạt được thì cổ phiếu bị chốt và chốt như thế này rồi thì cũng căng cờ lăng căng rồi 28 các anh chị hồi lên hồi là bán đúng không ạ quan điểm rất rõ ràng chỉ đạo Uh, về mặt kỹ thuật như vậy và uh, STB thì vô hình dung nó đang hình thành một cái đào ở đây. Đào tre này thì giả sử như tuần tới mà nó không bứt được vùng 30.5 thì nó sẽ quay lại test 28, gãy 28 thì là xong. Và chúng ta nhìn ở trên một cái uh, trên một cái ngọn núi lên thì bên này một cái ngọn núi xuống, nghi đang nghi nghi là như vậy. Đó và những anh chị em nào mà ôm từ vùng 32 cộng đến bây giờ thì chắc là đêm không ăn, ngày không ngủ rồi. Tại sao chúng ta phải khổ thế các anh chị? Đúng không ạ? theo dõi nhiều bản tin cùng Lê vào để cái vùng 32 cộng á là cái vùng mà canh chốt chứ không phải vùng canh mua. Ok. À, BVB đến thời điểm này chúng ta xem nào BVB như thế nào đây à, BVB cũng như vậy các anh chị BVB thì cũng đã đưa được cái target mắc ở khoảng vùng 26 cộng Và vùng này thì khuyến nghị chốt Ờ, như vậy trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ lấy vùng 21 và biên kháng cự của nó khoảng vùng 23 Khả năng thì nó cũng đang đi những cái trang kỹ thuật ngắn như thế này Và chúng ta sẽ chờ thêm những cái uh, tín hiệu về dòng tiền Chắc chắn là cái động lực để mà banh đánh tiếp nó sẽ uh, dập dìu Chứ nó không thể là uh, nó đánh luôn được đâu uh, SHB thì uh, trong một cái nhịp này, trong nhịp đánh lên thì cũng xây ra ghép 34 Nhưng mà nó đạt được khoảng tầm 32 cộng thì nó đánh này, nó đánh dập dìu ở nó đánh dập dìu như thế này thì khi mà nó bị mất, chính xác là nó bị mất biên 29 là cơ bản xấu và nó đi về lại ở đây là biên 24.5 đến biên 27.5, à xin lỗi cả nhà 24 đến 25.5 và nó sẽ đánh như vậy thì vô hình dung là như vậy thôi các anh chị nó sẽ đánh về vùng đây tức là nó lại đi về lại biên 29 đến biên 30 vùng này mà lực cầu không đủ mạnh mà bị quay đạp trở lại thì SHB cũng chính thức là không còn cái cơ hội lớn nữa nói chung là về góc nhìn của hùng là như vậy rồi chúng ta sẽ đi phân tích một số các mã ngành chứng khoán VCI sau khi chia cổ tức thì gần như cổ phiếu này đã đạt một cái mức target kỷ lục 100 trên 100 trước chia và sau chia thì đâu đó nó khoảng tầm vùng 50 Uh, về góc độ kỹ thuật thì chúng ta sẽ đánh giá những cái điểm test kỹ thuật của VCI uh, Test lại cung ở khoảng quanh vùng 50 Vùng này mà không gãy thì uh, chúng ta sẽ có thêm những cái trang kỹ thuật tiếp theo uh, HCM HCM thì cũng uh, đánh tương đối là mạnh Và trong uh, tuần bản tin tuần thì cũng có đánh giá một cái khả năng về một cái kịch bản hồi phục uh, Hồi phục của HCM thì bây giờ nó đi về đến đây uh, sau chia, hình như sao chia đúng rồi 44 đến khoảng vùng 45 Uh, thì vùng này các anh chị có hàng chúng ta sẽ canh chốt, chúng ta sẽ hạn chế mua ở đây uh, SSI cũng như vậy, SSI thì dự kiến nó đi được khoảng về vùng 53 đến khoảng vùng 55 Và đây sẽ là vùng mà uh, canh chốt cổ phiếu, đó chứ không phải là vùng mua nữa uh, Chúng ta uh, mua ở những cái vùng mà tại những cái thời điểm Hùng đánh giá SSI đâu đó ở khoảng vùng 30 và nếu mà không nhầm các anh chị có thể xem lại những vùng 31, 32 Những vùng này chúng ta cắm đầu cắm cổ chúng ta mua Tại sao chúng ta phải cắm đầu cắm cổ mua ở cái vùng 54 đến vùng 55 Đó. Câu chuyện nó nằm ở chỗ đấy Thành hay bại nó nằm ở chỗ đấy ờ, uh, SHS rồi các anh chị ở uh, Vùng uh, SHS thì như có chia cổ tức hay sao nhỉ Có chia không nhỉ? Hình như không hay ạ ở đây vùng 44 đến vùng 45 thì đối với SHS ở đây cũng là cái vùng mà chúng ta sẽ canh chốt về mặt kỹ thuật À, ngắn hạn thì chúng ta sẽ lấy vùng biên 34 và sâu hơn thì đây có những cái vùng hỗ trợ đây thì nếu mà cổ phiếu đi đạp về đây thì cũng sẽ có thêm những cái đánh giá tiếp theo MBS CTS à, MBS à, đây ở vùng kháng cự ở đây rồi các anh chị cận kề rồi vùng 30.5 đến vùng 32 và đây sẽ là những cái vùng mà chúng ta sẽ canh chốt về mặt kỹ thuật à, CTS à CTS rồi. CTS ở đây thì chúng ta cũng có những cái biên kháng cự 32 322 ở đây sẽ là những cái vùng kháng cự và chúng ta sẽ cũng canh chốt ở những cái vùng này. FTS và AS. FTS thì trong nhịp vừa qua đánh rất là hay và nếu như không nhầm thì cũng có phân tích FTS ở những cái vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật của nó ở đây khoảng vùng 15 đến vùng 16 và chúng ta xây xây uh, đến thời điểm hiện tại là lên đến tận target vùng 40 rồi và với về mặt quan điểm về mặt uh, trend kỹ thuật thì về đến đây là chúng ta chốt đi các anh chị. Uhm. ký tự việt À, đối với AS ở thời điểm hiện tại thì họ đánh cũng đang tương đối tốt đó anh chị, nhưng mà chúng ta sẽ 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 nói về cổ phiếu này như thế nào ạ. Ở vùng 13, à vùng 14, đây, vùng 13 cộng 14 cộng đây là vùng kháng cự và đây sẽ không còn là những cái vùng mua đẹp nữa. Ở cổ phiếu AAS à, hùng có những cái phân tích ở vùng hỗ trợ 8 này, rồi sau đó ở vùng 8.4 này và sau đó khi mà cổ phiếu này có những cái dấu hiệu vượt thoát ở vùng vùng ở đây, là vùng 9 đến vùng 9.2 thì đấy là những cái vùng mua đẹp. Đó. và từ đây thì chúng ta phân tích một sóng lên còn đây thì nó cũng không còn thơm nữa và chúng ta sẽ canh ở những cái nhịp hồi để chúng ta có thể hiện thực khóa lợi nhuận à, chúng ta phân tích mã cổ phiếu VND nữa à, VND cũng đã có một cái hành trình phải nói là tuyệt vời tuyệt vời các anh chị à, và VND thì hùng cũng đã có một cái hành trình phân tích của VND à, từ đâu đó những cái vùng sâu sâu ở dưới này bởi các anh chị nhìn này đây là cái hình ảnh của VND đi khi mà nó chưa chia cổ tức và nó chia xong thì giá nó sập xuống nên là những cái 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 men đi này nó bị uh, nó bị sai lệch đi chứ còn chính là VND là bắt đầu đâu đó phân tích từ đây này. Có khi là phân tích từ tận cái vùng năm 2020 đó, tháng 12. Ờ uh, thì đến vùng này rồi, uh, chúng ta cũng canh chốt các anh chị và hiện thực hóa lợi nhuận một cái nhịp đầu tư của sóng banh và nhóm ngành chứng khoán. Ok. Chúng ta sẽ đi uh, phân tích sang nhóm ngành thép H... hpg rồi hpg nó cũng có một cái hành trình tăng rất là dài rồi và đối với kịch bản của hpg thì vẫn giữ nguyên cái ý đồ ở trong tuần cũ À, đó là biên kháng cự của nó ở đây, biên 53 đến biên 55, hỗ trợ ở biên 49 đến biên 50 và xu hướng thì nó sẽ đi ngang ở trong vùng này. Nó đi để nó hấp thụ hết một cái lượng cung cầu, nói chung ai chốt thì sẽ chốt, ai giữ thì sẽ giữ và cuối con đường đó thì chúng ta sẽ à, đánh giá thêm về mặt ý đồ tạo lập của cổ phiếu này. Hoa Sen phiên ngày hôm nay tương đối là tốt và Hoa Sen có chia cổ tức. Và sau khi chia xong thì cổ phiếu này cũng gần như đã đạt được một cái mức target cao nhất của nó đó là vùng 42 trên 42. Ờ, vùng hỗ trợ ngắn của cổ phiếu này là vùng 38 ờ, nhìn trên những ý đồ về mặt tạo lập thì khả năng là hoa sen có xu hướng mở trend kỹ thuật ở đây ờ, thì có mở hay không thì cũng sẽ cần thêm đánh giá thêm một hai phiên nữa để xem nó giao dịch ở cái biên quanh vùng 42 ở đây như thế nào thì cũng sẽ đánh giá lên tim không chát ờ, nkg ờ, ở NKG nhịp cũ thì chúng ta đánh giá lên biên 36 sau đó thì cổ phiếu bị đạp đạp xong thì cũng có đánh giá đây vùng hỗ trợ 30 từ vùng này thì hai phiên kết tuần thì nam kim cũng giao dịch tương đối là khởi sắc và với tín hiệu này thì kỳ vọng lại đánh về lại vùng 35 lên đến vùng 35 rồi thì chúng ta lại tiếp tục đánh giá có đánh được tiếp hay không hay là lại quang tèo ở đây thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá thêm và một cái kinh nghiệm hùng có nói rồi các anh chị chúng ta nên chọn những cái vùng hỗ trợ chúng ta cân còn những cái vùng kháng cự ở đây thì chúng ta canh chốt tvn tvn có gì vui không ở TVN thì sau một nhịp đánh thì đây vùng hỗ trợ quanh vùng 14 khả năng đánh về chạm vùng 16 đến vùng 17 lại bị chốt POM POM thì trong những cái nhịp đánh ở trước đây thì cũng có đánh giá cái vùng hỗ trợ này và trong tuần thì nó đi về vùng 15 năm đến vùng 16 này Thì nó lại bật rồi dòng tiền như này thì khá là tốt các anh chị đang cầm thì chúng ta có thể canh và nói chung T3 là té đó T3 là té thôi các anh chị nha VGS đến thời điểm hiện tại thì cũng không có nhiều dư địa đâu hỗ trợ của nó ở đây vùng 18 18 năm và lên đến đây vùng 22 cộng là vùng kháng cự té T3 hàng về té Ok rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã ngành và Hùng đánh giá rằng là một số cái mã ngành đó đã Uh, mang lại những cái lợi nhuận rất là 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 ok và ít nhất là như vậy và uh, những cái mã cổ phiếu đó thì uh, trong thời gian vừa qua đã tăng rất là tốt và ông đã có những cái nhịp uh, phân tích từ những cái thời điểm mà cổ phiếu tạo đáy tạo nền uh, để đi lên để đi lên uh, bmi à, đến thời điểm lại đó thì các anh chị có thể thấy là BMI khi có có phân tích uh, khuyến nghị mua ở từ những cái vùng tạo đáy tạo nền của cổ phiếu này vùng khoảng vùng 25 đến khoảng vùng 26 và thời điểm đó thì nó đâu đó ở khoảng tầm tháng 5 đó BMI chúng ta thử xem lại nó ra hết các anh chị uh, tất cả những cái sớt này từ khoảng tháng 5 13 tháng 5 vùng 29.5 này 22 tháng 4 nôm na là khoảng tầm từ vùng uh, vùng đây này 29 này, 23 tháng 5 này. 23 tháng 5 là bắt đầu đánh giá thử xem nào BMI đang có đánh giá ở đâu. Hỗ trợ tốt 283 đến vùng 285 các tài khoản đã mua theo khuyến nghị thì à uh, đây. BMI dòng tiền bắt tốt hai phiên nay có điểm test quanh 27.5 và cắt uh, bắt Tức là chính thức là BMI khuyến nghị từ vùng 27.5 từ khoảng ngày 23 tháng 4. Đó thì cũng nhớ là khoảng đây đến tháng 4 đây các anh chị, đến tháng 4 tháng 5 này thì khoảng khoảng tầm tầm cuối tháng 4. Đó 23 25 tháng 4 gì đây? Đây, đây chính là những cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu vào vị thế của những cái mã cổ phiếu những cái điểm nền rất là đẹp và đến thời điểm hiện tại thì đã đưa được những cái target của BMI lên 34, sau đó thì lên 36 và hiện tại thì đang hướng về vùng 40. Ở KHB cũng như vậy, SKSB cũng đã chính thức uh, lên sóng lên thuyền và anh chị em thì đã gom hết rồi và trong tuần thì uh, kỳ vọng đánh break vùng 30 uh, tuần tới thì kỳ vọng là nó sẽ có 12 nhịp nhả cung ở đây uh, không gãy 30 thì chúng ta sẽ tiếp tục nâng target của em này lên vùng 32 32.5 Ở uh, frt uh, phiên uh, ngày hôm nay chính thức đã hoàn thành vùng 28 trên 28 và chính thức là phải bẻ lại kịch bản một tí, bởi vì trong kịch bản cũ là lên vùng 28 thì khuyến nghị chốt một phần Nhưng mà phiên ngày hôm nay thì phải mua lại phần chốt Bởi vì sau khi nó trả về vùng sáu ở đây rất đẹp không gãy này Thì xu hướng nó sẽ đánh lên, nó sẽ đánh lên khoảng vùng 30, 31 ở đây Tức là chúng ta kỳ vọng cái target gần gần ở đây ở PLC thì cũng không có gì đột biến, PLC thì cũng có phân tích một cái nhịp sóng hồi À, nếu như không nhầm thì bắt đầu từ đâu đó ở những cái vùng ở đây này Quanh vùng 23.5 đến khoảng vùng 24 và điểm hồi đầu tiên thì đưa target lên vùng 28 Sau đó có phiếu chỉnh à, không gãy vùng 26 lại tiếp tục đưa về vùng 28 à, Khả năng về đến vùng 28 cộng này thì lại bị chốt thôi Các anh chị có hàng thì chúng ta chốt VE cũng gần như đã thực hiện thành công một cái nhịp đánh Và target mồng xây thì đang ở 48 trên 48 ở à, những cái điểm chỉnh kỹ thuật không gãy 47 thì các anh chị có thể ôm lại, gãy 47 thì thôi bán. Như vậy đấy là cái 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 việc mà chúng ta chặn lãi lại cổ phiếu. Rồi, chúng ta phân tích nhóm ngành thứ hai à, rất là tuyệt vời, đó là nhóm ngành Viettel. À, thì à, nhìn như thế này thôi không phải đâu các anh chị. Con này nó chưa cập nhật lại giá. Uh, nó hôm nay nó chia cổ tức nhưng về bản chất kỹ thuật thì nó đã hôm nay nó ghi thêm 2,2 điểm tức là nó đã hoàn thành cái target ở vùng hạ 105 trên 105 tức là sau khi chia cổ tức uh, và liệu có nó có đi tiếp được hay không thì ngắn hạn là sẽ chờ sau khi chia cổ tức thì nó ổn định ở cái vùng sau chia đã thì cũng sẽ phân tích tiếp CTR CTR cũng như vậy một cái hành trình mà cũng có phân tích một cái nhịp sóng lên của CTR Ờ, uh, chính thức là chúng ta phân tích từ nền giá 71.5 đến nền 75 và đâu đó thì khoảng từ uh, khoảng từ giữa tháng 5, khoảng từ giữa tháng 5, đó khoảng từ giữa tháng 5. Đây. CTR khoảng từ giữa tháng 5. 11 tháng 6 xem xem là khoảng giữa tháng 5 thì nó đâu? Đây, 23 tháng 5. Uh, tại thời điểm đó, ngày mùng 4 tháng 5 thì uh, 23 tháng 5 đây. VGI À, tại thời điểm đó thì có đánh giá giá VGI uh, gom ở vùng 30, bắt đầu gom VGI ở vùng 30, VTP. Uh, test lại ở vùng 90 và CTR ở uh, ở vùng 71.5 đến vùng 75, đó thì khoảng khoảng đâu đó uh, đâu đó ở giữa giữa tháng 5. Đó hoặc gần gần cuối tháng 5 thì chúng ta bắt đầu có những cái đánh giá đánh giá về mặt uh, xu hướng kỹ thuật uh, của uh, CTR, đó thì tại thời điểm này bắt đầu phân tích một sóng lên và đang đưa target của CTR đến thời điểm hiện tại là 90 không gãy thì chúng ta sẽ nâng lên vùng 100 cộng VGI gom từ vùng 3x và đến thời điểm hiện tại đó đây là những cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu đánh giá những cái trend uh, về mặt kỹ thuật của VGI đánh giá một cái điểm hồi ở đây uh, và bắt đầu mua nói chung là mua 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 miệt mài rồi và bây giờ thì chúng ta chỉ đi xây target thôi uh, trong tuần có một điểm test kỹ thuật khá là đẹp ở vùng 33 thì cũng có khuyến nghị tiếp tục cân hàng Uh, phiên ngày hôm nay nó dòng tiền tương đối là tốt rồi và nó sẽ có thêm đến một đến hai phiên uh, đánh lại test uh, trên vùng 35 cộng không gãy thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng trong một trong một cái nhịp trong một cái nhịp mà đi tiếp nó có thể đánh lên khoảng vùng giá 39 đến khoảng vùng 40 ở đây và hiện tại thì đang xây cái uh, target này lên đến vùng này. Nhóm ngành Viettel là nhóm ngành của chúng ta cực kỳ thành công. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ phân tích nhóm ngành cao su. Thì nhóm ngành cao su cũng là một nhóm ngành được phân tích và được khuyến nghị uh, uh, rất là, là 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 sớm ở trên tim đó. Ví dụ mã cổ phiếu GBR, uh, GBR thì cũng đã có những cái phân tích khuyến nghị đầu tư từ vùng giá 24 và đâu đó cũng khoảng ở ở những cái vùng này các anh chị và những cái điểm test kỹ thuật và đã nâng 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 lên đến thời điểm hiện tại đến thời điểm hiện tại là chúng ta đã hoàn thành những vùng target mục tiêu 33.5. À, sau khi lên vùng 33.5 rồi thì uh, GVR đang hiện tại cái lực đánh của GVR đang cực kỳ tốt Và dự kiến thì trang tuần tới nó sẽ ổn định ở quanh uh, Biên 33 đến khoảng biên 34 Trước khi mà nó có thể đánh về vùng 38 GVR hiện tại là chúng ta đang rất là ok uh, PHR cũng là một mã cổ phiếu mà chúng ta bắt đáy cực kỳ thành công uh, Từ vùng giá 50 Bắt đầu từ đây thì cũng bắt đầu phân tích một sóng lên của PHR và đến thời điểm tại thì sóng lên này đã chạm vùng 60 đến 60 Dự kiến test chỉnh cung kỹ thuật quanh vùng 58 không gãy thì PHR sẽ đánh tiếp DRI là một mã cổ phiếu rất yêu thích và chính thức lùng đã phân tích DRI từ vùng giá 9 và từ đây thì bắt đầu khuyến nghị mua. Đó, chúng ta sẽ xem lại này. Đừng Đó, chúng ta Đó, chúng ta sẽ xem lại nhá. DRI. Cái câu chuyện là cái mạch chảy về dòng thời gian sau điểm hỗ trợ 26 tháng 4 nhóm ngành cao su DRI nhiều anh chị hỏi đây này tức là sau khi mà mua xong á thì một cái câu chuyện là rất nhiều những anh chị em là coi như là uh, hoang mang cái câu chuyện là có bán cắt lỗ hay không thì cũng đã đưa vào một cái mốc về mặt phân tích kỹ thuật nó khi mà cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật ở đây tức là về cái đoạn này là rất nhiều những anh chị em chúng ta hoang mang. nó em ơi bán không? 8.8. Thì cũng đã có nói cái vùng 8.8 đến vùng uh, 9 là cái vùng mà DRI tích lũy tạo nền đây và vô hình dung ai bán ở những cái lúc này là bán đúng đấy, chính xác là bán đúng đấy. Nhưng Hùng lê rất bình tĩnh. Đó. Đây này, còn nguyên này. Đó. Không thủng vùng 8.8. Ok, chúng ta cứ thế và từ đây thì chúng ta bắt đầu Uh, có những cái quan điểm rất là rõ ràng. Đó 10.5 này xong đó hướng về target 12. Đó thì nôm na là từ một cái vùng phân tích kỹ thuật từ vùng 9 ở đây vùng 9 và chúng ta đã đưa hoàn thành cái target vùng 12 rồi. Uh, và hiện tại thì đang kỳ vọng lên vùng 14 thì uh, trong những cái tuần vừa qua thì cũng có phân tích những ý đồ tạo lập uh, khi mà cổ phiếu này không đánh gãy vùng 10.5 quanh vùng 11 lực cầu khá là tốt để đưa target này về khoảng vùng 14. VHG một số các anh chị em cũng như vậy đang thiếu kiên nhẫn thì cái câu chuyện là cổ phiếu ấy, thì không phải là cổ phiếu nào mua xong nó cũng đánh ầm ầm luôn đấy anh chị. Đôi lúc chúng ta cũng phải nằm chờ thời thôi. Và VGI à, xin lỗi V à, VHG thì chúng ta có một cái vùng gom, vùng có phân tích rồi ở vùng 273 và chúng ta chờ 2728 này, nói chung là 29 27 đến 29. Ở cái vùng này là lái họ đang có những động tác kỹ thuật gom và 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 nó đánh ở một cái biên tương đối là hẹp ở vùng 27 đến khoảng vùng 35 và tạm thời thì nó đang đánh như vậy đã trước khi mà nó có một cái điểm chém cung kỹ thuật ở vùng 3.5 ở đây với một cái lực cầu duy trì phải duy trì trên tầm trên tầm 6 triệu cổ phiếu một phiên thì cái đó cổ phiếu này mới đánh được bây giờ chưa đánh được đâu à, DRC cũng là một cái mã cổ phiếu về mảnh cao su rất hay nhưng mà mã này thì cũng không có khuyến nghị bắt ở trên rung Uh, nhưng có phân tích lên cho các anh chị ở vùng 32, vùng này thì các anh chị chú ý có hàng thì canh chốt. Rồi, một cái nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp cũng đã được cùng phân tích và bắt rất là sớm uh, các cái mã cổ phiếu. IDV thì cái thanh khoản hơi thấp nhưng uh, những cái uh, tài khoản mà xác định cầm lâu cầm dài thì chúng ta hoàn toàn có thể canh ở vùng 65 đến vùng 67 có thể mua. Uh, và đâu đó thì nhịp này sẽ đánh về khoảng vùng 80 thì chúng ta lại canh chốt một cái nhịp ngắn như vậy. SSC uh, uh, thì cũng đã phân tích một cái sóng ngành uh, đi lên uh, của SSC từ vùng 33 đến khoảng vùng 34 Và từ đây thì cũng đã bắt đầu phân tích một sóng lên uh, Trong tuần thì cổ phiếu hoàn thành vùng giá mục tiêu 40 đang tiến đến vùng target 42 và mạnh hơn sẽ là vùng target 44 Thì về đến khoảng tầm vùng 44 thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt đi khoảng tầm 30% để khi cổ phiếu chỉnh cung kỹ thuật lại về vùng 42 không gãy mà dòng tiền tiếp tục đánh thì chúng ta lại cân lại để chúng ta tiếp tục nâng nâng cái target của ở ở đây và ssc thì đang có những cái câu chuyện phía trước cần thêm thời gian để chúng ta cập nhật. Ờ à... Rồi DTD. DTD cũng như vậy, DTD chúng ta bắt đầu phân tích sóng lên từ nào từ điểm nào các anh chị từ vùng 30 đến vùng 31 và hiện tại thì sóng lên đây tức là tại thời điểm này sau một sóng xuống thì cổ phiếu bắt đầu hình thành một trend kỹ thuật lên và trend kỹ thuật lên này thì đang đưa target mục tiêu ở vùng 38 và hiện tại thì đang có những cái điểm test tương đối đẹp ở vùng 35.5 không gãy thì cái cơ hội để cổ phiếu này bứt nền 38 là rất là sáng và khi thoát nền 38 thì chúng ta sẽ có vùng target tiếp theo ở khoảng vùng 42 đấy là cái vùng mà sẽ hướng đến hướng đến d hai d rất là ok đúng không ạ và uh, từ vùng uh, từ vùng 50 từ vùng 50 thì cũng đã bắt đầu phân tích một sóng lên uh, cổ cổ phiếu các anh chị cứ xem lại tất cả các cái bản tin tuần đó và hiện tại thì uh, sau một cái trang kỹ thuật giảm ở bên này thì chúng ta có một trang kỹ thuật lên và bây giờ bắt đầu mới nháo nhào mua đây này mà bắt đầu nháo nhào mua thì bắt đầu mới chết đây này bắt đầu mới chết đây này đoạn này bắt đầu chết này đó còn đoạn này là sống này mua đoạn này sống này mua ở những cái điểm đó những cái điểm test về mặt kỹ thuật ở đây này là sống này Ở vùng mua vùng 50 là sống này nhưng mà bắt đầu lên cái đoạn vùng 60 này là lại nháo nhào rồi à. Thì cái câu chuyện nó là như vậy cái vòng quay của cổ phiếu nó luôn là như vậy và Rất là nhiều lần uh, Phân tích cho các anh chị rồi Đúng không ạ vùng 60 sẽ là vùng chúng ta canh chốt của D 2D Nhóm ngành Thủy Sản cũng là một nhóm ngành cực kỳ tuyệt vời À, trong cái giai đoạn vừa qua vòng đã có những cái phân tích rất là sâu sát và bốn cái mã cổ phiếu hiện tại mà chúng ta nói đến thì đang có những cái sóng cực kỳ đẹp và đang hướng về những cái target có thể nói là rất là mỹ mãn ở trong một cái quá trình chúng ta đầu tư. Thì đối với FMC nếu không nhầm thì cũng có phân tích bắt đầu từ vùng 30 khởi động của tháng 5 thì bắt đầu phân tích một sóng hồi. Đó, để xem lại xem có đúng không nhá. Đó. Thì ờ uh, các cái bản tin của, của ông Lê thì nó sẽ chạy uh, dọc theo thời gian. Bắt đầu từ uh, tháng 5 nhỉ, mai là tháng 5 phải không anh chị, 12 tháng 5. Đây các anh chị, ngày mùng 4 tháng 5, ngày mùng 4 tháng 5 chính thức uh, lên sóng nhóm ngành thủy sản, nhóm ngành thủy sản và bắt đầu xuất hiện điểm đảo hàng chém cá trên thớt của FMC ở vùng 30 đến vùng 30.5 sâu hơn có thể phòng ở điểm 28 VHC ở vùng 35.5 đến vùng 36 rồi đó thì tại ngày 3 ngày đây ngày mùng 4 tháng 5 chúng ta đánh giá hai mã cổ phiếu đầu ngành đầu tiên đó đây này mùng 4 gì đây này mùng 4 tháng 5 đấy đây Nona đây từ đây thì từ đây bắt đầu chúng ta đánh giá một sóng lên và sóng lên này thì chúng ta đã đưa được đến, những cái target đầu tiên nôm na ở 35.5 này. Lên vùng 37 này và thời điểm hiện tại thì cũng đang nâng target của em này lên vùng 4x. Ok. À, VHC cũng đánh giá ở ngay đầu thời điểm tháng 5 Ngay đầu thời điểm tháng 5 các anh chị Đây thì tại cái thời điểm tháng 5 đó thì mình có đánh giá ở vùng 35 đến vùng 36 Đó, tại thời điểm này 35, 36 bắt đầu phân tích một sóng lên của VHC Và đến thời điểm hiện tại Và đến thời điểm hiện tại sóng lên của VHC từ vùng hùng phân tích ở đây Nó lên đến tận đâu đầu đâu đâu rồi Đang hướng về vùng mục tiêu là vùng giá 49 đến khoảng vùng 50 và về đến vùng này thì chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận một sóng tăng của VHC với cá nhân quan điểm cũng lên như thế là quá đủ từ vùng 36 37 38 và chúng ta phân tích lên được đến vùng hiện tại đang tiệm cận 48 và mạnh hơn có thể là đánh lên đến vùng 50 như vậy là 10/ trên 38 thì cũng sẽ tính toán xem thử là một cái tỷ suất uh, lợi nhuận khoảng tầm độ 20% 20% trên 20% như vậy là quá là Happy rồi CMX thì mới khởi động thôi. CMX thì vẫn đang uh, đang, đang đang khởi động và em này em mới chạy sau thôi, không có vấn đề gì cả. Và CMX thì cũng đã bắt đầu phân tích một sóng lên từ vùng 13.3 đến khoảng vùng 13.5 và target đầu tiên ở vùng 16. Uh, nó đánh uh, bì ba bì ở đây mà không gãy ở vùng 15 này thì chúng ta sẽ nâng lên vùng 17. Uh, break vùng 17 thì chúng ta sẽ có vùng 18.5 đến vùng 19 và chúng ta cứ bình tĩnh để chúng ta nâng những cái target tiếp theo. À, rồi, ACL thì ANV trước, ANV thì phân tích sau. Thì đối với ANV cũng như vậy, ANV đâu đó là mình phân tích muộn hơn một tí, đó là phân tích ở khoảng nền giá 24. 20 mấy đây nhỉ? Nền giá phân tích của ANV khoảng nền 23.5 đến khoảng nền 24. À, nếu không nhớ không nhầm là như vậy, bọn đã đưa target của ANV lên vùng 26. À sau đó thì chúng ta đưa lên vùng 28, sau đó thì chúng ta đưa lên vùng 30 và trong tuần thì nó đã đánh break vùng 30 để hướng về vùng 34 đến khoảng vùng 35 của AMV. ACL thì mới khuyến nghị mua thôi, con này thì nó không thực sự đẹp, con này thì nói chung là vơ bèo vờ tép cùng với nhóm thủy sản thôi. Và có khuyến nghị mua ở vùng giá 12,7 đến khoảng vùng 13 và mục tiêu đầu tiên cán vùng 14,5 sau đó có thể vùng 15 năm. Thì nhóm ngành thủy sản là một nhóm ngành chúng ta bắt đầu phân tích khuyến nghị đầu tư từ đầu tháng 5 và đến bây giờ là 18 tháng 6 các anh chị. Như vậy là khoảng hơn một tháng rưỡi Chúng ta rong ruổi nhóm ngành thủy sản Nhóm ngành dệt may thì có mã cổ phiếu VGT Rất là hot Và thực sự VGT thì sau một cái nhịp mồng có phân tích ở đây này Đó đưa lại được một cái vùng target đâu đó khoảng 18.5 đến vùng 19 Thì hôm qua có một anh chị có hỏi Hùng là có bán VGT không thì cũng đã phân tích cực kỳ chi tiết cho anh chị tức là vùng 17 mà không gãy thì chúng ta ôm lại và đến ngày hôm nay uh, suýt nữa thì bán đúng đáy đoán đúng cái điểm này thì ngày hôm nay lại ngồi suýt xoa đúng không ạ và bây giờ thì nó đã lên được đến vùng 20 cộng thì lên được đến vùng này chúng ta chốt đi một phần lên đến vùng 22 chúng ta chốt đi một phần còn một phần nữa nếu có thì chúng ta sẽ neo tức là cái câu chuyện nếu như uh, tạo lập một đánh uh, thoát bung ở trên này thì chúng ta sẽ neo tiếp uh, thì chúng ta luôn giữ được một cái trạng thái tinh thần nó tốt như vậy thì chúng ta sẽ rất là mạch lạc <laughs> rồi TNG các anh chị TNG là rất là đẹp rồi vòng đang, uh, đang 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 uh, phân tích lên trên nhóm đó là uh, trong tuần tới thì cái vùng ở đây vùng 24 đến vùng 26 chúng ta sẽ canh mua canh mua để uh, cái cái xu hướng về mở trang kỹ thuật của TNG đang rất là ok và dự kiến sẽ đi về lại khoảng vùng 29 đến vùng 30 được TNG nhịp này chúng ta nhịp dưới này thì không có phân tích nhưng nhịp này thì sẽ bắt đầu sẽ quan sát ở đây tức là chúng ta một khúc. Đó. Ờ, nhóm ngành cảng biển chúng ta có một nhịp đánh cũng cực kỳ thành công. Đầu tiên sẽ là mã cổ phiếu GMD. Thì đến thời điểm hiện tại là GMD sau một cái nhịp mà à, break ở đây thì cũng có nói đến cái khả năng nó sẽ chỉnh cung kỹ thuật và trong tuần thì nó chỉnh cực kỳ đẹp luôn. Nó chỉ chỉnh quanh vùng 42 sau đó có một lực cầu à, bắt lên ở đây thì xu hướng của GMD là nó sẽ đánh về khoảng vùng 45 đến khoảng vùng 46. mạnh hơn, mạnh hơn thì GMD sẽ đánh lên khoảng vùng 49 đến khoảng vùng 50. bởi vì sao? Bởi vì cái xu hướng hiện tại cái lực đi của GMD như thế này thì nó không còn gì để mất nữa. HAH cũng như vậy, HAH thì nó cũng đã break được cái vùng ở đây, đó là vùng biên 29 đến khoảng vùng 30 sau khi nó hoàn thành target 30 trên 30 thì nó có những cái lực chỉnh ở đây và dự kiến đối với HAS nó cũng sẽ mở cung kỹ thuật để trang kỹ thuật để nó đánh lên khoảng vùng 34 cộng. VSC được phân tích và khuyến nghị đầu tư ở vùng giá ở vùng giá 48 đến vùng giá 50 ở đây, vùng giá 48 ở đây bắt đầu phân tích và sau đó nó có một cái nhịp test cung ở đây cực đẹp ở vùng 50 thì chúng ta gom. Với target dự kiến ở vùng 60 thì nó đã hoàn thành vùng 60 đến 60 trong tuần. Đó, ví dụ như vậy. 60 đến 60 và chủ động chốt, chủ động chốt lãi. Ngày mùng 7 tháng 6 thì đâu đó uh, phân tích VSC này, dấu hiệu break nền 51. Đó, từ những cái vùng phân tích rất là sớm, đó, từ cổ phiếu VSC bị lãng quên. Đấy, đoạn này là lãng quên đây các anh chị. Đó, lãng quên khi nó xây nền. Đó, xây một cái nền rất dài ở đây và uh, Lãng quên và sau đó thì cũng đã bắt đầu phân tích một cái sóng lên của VSC đó Từ vùng đây thì nó uh, Như vậy thôi, nó đơn giản như vậy thôi Đó thì chính là cái vùng lãng quên của nó ở đây Và bắt đầu phân tích một sóng lên uh, DP trong team cũng đang nắm và đang uh, Rồi ngon rồi các anh chị Quá đẹp rồi Break vùng 16 rồi và xu hướng uh, Chúng ta sẽ có vùng target 18 cộng đó, sau khi mà cũng có phân tích uh, cho các anh chị trong team của Hùng Lê ở vùng 15 Đó là vùng mà chúng ta sẽ giải ngân để mua mã cổ phiếu DXP uh, PHP cũng đã được khuyến nghị uh, đầu tư Bởi vì cổ phiếu này nó đang có xu hướng mở trend kỹ thuật từ vùng 20 cộng Và từ vùng này thì các anh chị chủ động gom Nó mở trend rồi và như thế là xu hướng nó cũng an tiền rồi uh, Nhóm ngành hóa chất hai mã cổ phiếu cực kỳ yêu thích của Hùng Lê DGC Uh, nó đi chậm chậm như vậy thôi nhưng mà chính thức ở uh, tuần này nó đã hoàn thành vùng giá mục tiêu đặt ra là 80 trên 80 uh, Các cái biên test của DGC như thế này là cực kỳ đẹp các anh chị đẹp hơn Mai Phương Thúy và Mai Phương Thúy gọi bằng cụ uh, Và với những cái điểm test kỹ thuật cực đẹp như thế này thì chúng ta hoàn toàn kỳ vọng lên vùng 90 sẽ nâng target của DGC lên vùng 90 uh, Và không cẩn thận thì trong nhịp này DGC sẽ là sẽ đánh chạm mệnh 10 tức là mạnh trăm các anh chị uh, csv nói như vậy nhá nói như vậy thì không có nghĩa là các anh chị cứ ầm ầm các anh chị lao đầu vào đến lúc nó hỏng ăn thì các anh chị bảo ơ ông hùng ông ấy chém gió ông bảo lên vùng 100 cơ mà mua đi mua đi đó cái câu chuyện là dgc các anh chị xem à dgc các anh chị xem lại những cái điểm mua kỹ thuật của Hùng lê à, phân tích ở trong tim của Hùng lê trong những anh chị em nhà đầu tư uh, của ông lê ở thời điểm nào thì các anh chị mới có thể nói được còn đến thời điểm tại là các tài khoản đang cầm DGC rồi thì họ sẽ mua họ sẽ canh những điểm test kỹ thuật ở vùng 78 đến vùng 80 để mua tiếp đó ví dụ nó đang nắm 1.000 thì sẵn sàng mua thêm 1.000 đó trường hợp nếu mua xong 1.000 thì chúng ta sẽ có tức là cái câu nếu vào thì nếu vào thì nếu vào thì đó nếu DGC bị mất vùng 78 thì chúng ta sẽ lấy 1.000 sẵn có ở trong cổ phiếu chúng ta đang cầm chúng ta bán đi đó chúng ta chấp nhận mất phí còn nếu À, sau khi chúng ta mua xong cổ phiếu DGC vẫn giữ được vùng 80 cộng thì chúng ta sẽ có 2.000 cổ phiếu DGC Ok sau khi có 2.000 chúng ta tiếp tục quan sát xu hướng nếu cổ phiếu này tiếp tục ổn định trên vùng 80 cộng và có một phiên đánh trên vùng à, trên khoảng 2 triệu cổ phiếu thì chúng ta lại mua tiếp 50% chúng ta đang nắm tức là chúng ta lại tiếp tục mua sau khi mua một nghìn đó lại nếu và thì nếu và thì đó các anh chị cứ làm lần lượt như vậy và chúng ta có một cái sa bàn để chúng ta à đánh cổ phiếu này nếu như thế này thì chúng ta sẽ làm như thế này đó cách thức như vậy và luôn luôn trong cái đầu của chúng ta nó phải hình thành đến một cái bước đi của cổ phiếu như vậy thì chúng ta sẽ rất là chủ động à, CSV à, CSV tuyệt vời rồi đúng không ạ CSV Hùng có phân tích cho các anh chị đây mua ở vùng 27 vùng 28 Nhớ nhớ không nhầm là như vậy Còn đúng sai thì không biết thế nào Về vùng 30 rồi các anh chị 30 ngon rồi Lại test 29 5 năm 30 không gãy Lại nâng target lên vùng 32 Đó Loằng hoàng cái nó lại lên vùng 33 đến vùng 34 Mang hàng ra mà chốt Mang hàng ra mà táng Đó, Về đến vùng này thì một số các nhà đầu tư lại lom khom mua Thì chúng ta lại mang hàng ra chúng ta đáng Chúng ta đáng Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta mua tận từ dưới này cơ mà Đúng không? Chúng ta mua được những cái vị thế rất là tuyệt vời 27.5, không nhầm thì giá vốn, đâu đó khoảng vùng 27.5 của CSV. Đó 27.5 lên vùng 3334 bán được rồi, quá là tốt trong một nhịp nho nhỏ, nhỏ ngắn ngắn khoảng tầm 2 tuần. Có được trên 15%. Làm gì cho lại đúng không ạ? À, rồi, à, nhóm ngành phân bón đến thời điểm hiện tại thì cũng thấy cũng đang rất là yêu thích, đó, rất là hay. Thì à, trong nhóm ngành phân bón thì chúng chỉ tập trung phân tích có ba mã cổ phiếu BFC, phân bón Bình Điền thì phân bón Bình Điền là một cái công ty về phân bón có thể nói là hàng đầu, hàng đầu về Việt Nam các anh chị nhé. Các cái sản phẩm phân bón, phân phân bón Bình Điền cực kỳ chất lượng. đó mặc dù là Hùng Lê là dân xây dựng, dân kiến trúc nhưng mà cực kỳ yêu nông nghiệp. Nó đang làm một cái trang trại rất là lớn ở Nghệ An. Sau này giải nghệ chứng khoán là sẽ trồng cây, lao cá, vườn rau, đó và thỉnh thoảng mới lên phát sóng một hai bản tin chém gió vui các anh chị. Không làm đều như thế này nữa đâu. Uh, BFC hiện tại thì uh, nó đang có ở vùng 26 ở đây là vùng hỗ trợ của nó. Uh, biên ngắn của nó thì nó đang đi ở quanh biên 28 tức là nôm na. Uh, trên góc độ kỹ thuật thì Hùng sẽ lấy vùng 28 là vùng kháng cự của BFC và uh, nó cần nó cần đi, tức là nó sẽ cần cần cần, cần đi. Nhóm phân bón đang đang có những cái dư địa đánh khá là tốt uh, đó thì nó cần đi ở trong một cái biên này và sau một cái giai đoạn đi đó thì nó sẽ xuất hiện một cái tín hiệu lực cầu nào đó để đưa cổ phiếu này về vùng 30 thì chính thức lúc đó là chúng ta sẽ đánh giá BFC sẽ tiếp tục sẽ tiếp tục một cái trend kỹ thuật tăng. Đạm Cà Mau cũng đã chính thức mở trend kỹ thuật rồi và trong những cái điểm đánh về mặt kỹ thuật cũng có đánh giá về Đạm Cà Mau sau một cái điểm mà nó break nền ở đây 17.5 đến nền 18 và Uh, nó đạt được cái target vùng 19.5 thì nó có những cái biên test ở quanh vùng 19 cực kỳ đẹp ở đây Và chính xác là từ vùng 19 thì nó bắt đầu nó <laughs> Bắt đầu nó mở trang kỹ thuật ở đây uh, Và điểm mở trang kỹ thuật này thì uh, hiện tại là đang gặp phải vùng 20.7 Và cái điểm điểm nhấn về vùng 20.7 này uh, Sang tuần tới nếu như mà cổ phiếu này đánh bay vùng 20.7 với một cái lực cầu khoảng tầm trên 5 triệu cổ phiếu Thì uh, chúng ta sẽ có một cái target tiếp theo của À, đạm Cà Mau ở khoảng vùng giá 24 Ok Đạm Phú Mỹ hiện tại cũng đang rất là đẹp rồi à, Chính thức là nó cũng đã đánh à, Nó cũng đã đánh break nền ở đây Đó là nền hai, à, nền đây Chính xác nền 21 Và cả một tuần thì nó test Ở trên nền 21 cộng tương đối là đẹp Và gần như là không có cầu Không có cung ra Không có cung ra vào phiên kết tuần Thì nó đã có một cái lực đánh Thoát luôn tất cả những cái điểm điểm mà nó xây ở trong tuần vừa qua đây để nó hướng về target ở vùng 24 thì uh, đảm phú Mỹ cũng là một mã cổ phiếu rất đẹp và chúng ta cũng lưu ý đáng để chúng ta tham gia đầu tư uh, như vậy là tổng kết lại là gì tổng kết lại là uh, Khi Mùng Lê uh, làm kênh chứng khoán chiến binh đến từng con sóng uh, với một mục tiêu đó là xuất phát điểm từ một nhà đầu tư cá nhân hùng có tích uh, góp được một tí tẹo về kinh nghiệm một tí tẹo nó bằng cái kim á và cái tí tẹo kinh nghiệm đó thì hùng có làm những cái bản tin video tuần uh, và những cái bản tin video tuần đó thì nó mang cái những cái 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 mạch uh, phân tích của cá nhân hùng lê thôi nó có thể đúng nó có thể sai thì những cái mạch phân tích đó các anh chị có thể tham khảo và mang về uh, trong các cái quyết định đầu tư của mình chứ, chứ chứ không vì cái gì cả và một cái mục tiêu uh, duy nhất đó là Uh, mong muốn uh, tất cả cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta sẽ ngày càng lớn mạnh ngày càng vững mạnh ngày càng kiếm được nhiều tiền trên thị trường chứng khoán bởi vì trên cái thị trường này uh, nó rất là khốc liệt rất nhiều nhà đầu tư uh, tham gia rồi cũng rất nhiều nhà đầu tư phải buông áo ra đi và buông áo ra đi trong một cái tâm thế vị thế của một người thất bại nó khổ lắm các anh chị đó buông áo ra đi trong một cái tâm thế vị thế của một người thất bại nó khổ lắm và họ sẽ khó để họ tiếp cận sang một công việc khác và họ luôn hoài niệm về một cái khoản tiền họ đã mất trên thị trường chứng khoán à, họ rất là đau cái câu chuyện nó là như vậy ai mất tiền cũng đau cả nhưng để chúng ta không bị mất tiền để chúng ta có thể vững vàng Uh, vững tâm trên thị trường chứng khoán thì chúng ta cần có những cái nền tảng kiến thức tốt và những cái nền tảng đó là những cái kinh nghiệm thực chiến kinh nghiệm thực chiến đó nó không thể mang lại cho các anh chị từ sách vở mà nó mang lại cho các anh chị khi các anh chị nộp tiền vào tài khoản và các anh chị uh, tham gia các anh chị đánh ở trên thị trường chứng khoán thì uh, ông Mr. thị trường ông sẽ vả cho chúng ta rất nhiều lần ở trên đó và chúng ta sẽ đứng dậy và đứng dậy từ những cái sai đó để chúng ta uh, trưởng thành hơn để chúng ta tốt đẹp hơn thì À, với một cái góc nhìn như vậy với một cái góc độ chia sẻ như vậy thì hùng lê cũng rất mong là cộng đồng nhà đầu tư những anh chị em đã biết đến hùng lê thì sẽ chia sẻ những cái kiến thức này ra bên ngoài nữa đó những anh chị em nào đang đánh chứng khoán à, đang tham gia cái lĩnh vực này đang cái thị trường này thì có thể à, mang những cái thông tin này đến cho họ đó. họ có thể có thể họ sẽ dùng có thể họ sẽ không dùng cái điều đó nó không quan trọng nhưng ít nhất là mình cũng đã chia sẻ được một cái phần nào đó để giúp cho mọi người tốt đẹp hơn và chúng ta sẽ làm cái cộng đồng của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn ok phần cuối cùng thì cũng sẽ đi nói về xu hướng thị trường trong tuần giao dịch mới thì tại vì sao mà tại vì sao mà đến 10 14 giờ

À, tại vì sao mà lúc 13 giờ 45 phút trong phiên giao dịch ngày hôm nay Thì Hùng đã có khuyến nghị là chúng ta sẽ à, dừng lại tất cả các hoạt động giải ngân Kể từ khi mà phái sinh và VN30 đạt về vùng 1490 điểm Tại vì tại thời điểm đó thứ nhất là chúng ta sẽ bị rủi ro về mặt giá vốn Khi thị trường chúng ta đã có một cái nhịp hồi phục ở đây Đây là một cái trend kỹ thuật lên à, Chúng ta sẽ sửa lại xanh đây là một cái trang kỹ thuật lên của phái sinh và hiện tại thì phái sinh đã có một lực hồi tương đối tốt và cũng có khuyến nghị rằng nếu như trên vùng 1 mươi chúng ta sẽ dừng lại tất cả các hoạt động giải ngân. Và chúng ta sẽ chờ cái hàng mà chúng ta bắt đáy giải ngân trong phiên giao dịch ngày 17 và nửa đầu phiên sáng của phiên giao dịch ngày 18 ngày hôm nay thì nó sẽ về tài khoản của chúng ta khoảng phiên ngày thứ ba và phiên ngày thứ tư thì đấy là một cái tọa độ mà dự kiến thị trường của chúng ta sẽ bước vào lại bước vào một cái vùng uh, kỹ thuật uh, kháng cự ở đây và như vậy thì khi mà thị trường bước vào một cái vùng kỹ thuật kháng cự ở đây thì chúng ta uh, hàng chúng ta sẵn rồi và chúng ta sẵn sàng để chúng ta có thể chốt lãi và uh, sau một cái nhịp lốt lãi đó thì hùng lại tiếp tục phân tích một cái điểm tạo đáy tạo nền và tại những cái điểm tạo đáy tạo nền đó thì sẽ có những cái khuyến nghị để cho tài khoản uh, các anh chị của chúng ta sẽ bắt là sẽ bắt bắt đáy uh, thì đối với về mặt kỹ thuật của phái sinh thì uh, theo như góc độ kỹ thuật quan điểm hùng thì khả năng nó sẽ có những cái điểm test nhẹ lại ở quanh khoảng vùng 1480 điểm ở đây, vùng này mà không gãy lực cầu long quay trở lại thì chúng ta sẽ đưa thị trường của chúng ta về những cái vùng tiệm cận về những cái vùng kháng cự của chúng ta. Ở đây là vùng 1500 đến vùng 1510 điểm của phái sinh và về đến vùng này thì sẽ có thêm những cái phân tích định lượng của thị trường sau phiên giao dịch ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba À, đối với chỉ số vn 30 thì uh, hoàn toàn cũng tương tự như vậy sau uh, cái điểm ở đây thì chỉ số vn 30 của chúng ta cũng đã uh, uh, tiệm cận lại được về uh, vùng 1480 điểm ở đây uh, thì trên góc độ kỹ thuật thì nó cũng sẽ có nếu đẹp nhất thì nó sẽ test lại nếu đẹp nhất thì nó sẽ test lại ở vùng 1470 điểm đó ở uh, phiên giao dịch ngày thứ hai uh, phiên ngày giao dịch ngày thứ hai nó có thể nó có sẽ uh, có những điểm uh, Trả cung về mặt kỹ thuật ở đây, về vùng 1470 điểm và từ vùng này thì uh, lực cầu nó uh, kéo trở lại thì nó cũng đưa cái thị trường của chúng ta đi về lại vùng kháng cự đây. Và đây uh, sẽ là vùng mà chúng ta sẽ mang hàng của chúng ta đã bắt ở trong phiên giao dịch uh, ngày 17 và ngày 18, buổi sáng ngày 18. Trong phiên ngày 17 và ngày 18 uh, thì chúng ta lại uh, mang ở đấy ở chúng ta chốt nếu như thị trường của chúng ta có những dấu hiệu suy yếu và nó suy yếu như thế nào thì lại cần những cái phân tích trực tuyến. Đó, ví dụ như vậy ví dụ như phái sinh ở đây trong tuần giao dịch cũ đúng không cũng có dự báo về cái điểm break vùng 19 19 à 1496 để đi về vùng kháng cự và sau khi nó đi về như vậy nó phục phù như vậy thì đây là cái điểm nhấn thứ nhất đó một cái vết cắt thứ nhất khi nó test lại vùng 1496 thất bại cái vết cắt thứ hai nó cắt ở đây là và khi vùng này bị thất bại rồi thì cũng đã có đánh giá về vùng 1470 1470 nó lại hồi lên nhưng mà nó cái lực hồi này nó không đủ mạnh đúng không ạ nó long về vùng 1480 1485 nó không đủ mạnh thì hùng đã có dự báo 9 giờ đó 9 giờ thì đã có 9 giờ 10 thì đã có dự báo trong phiên giao dịch ngày 16 là dự báo nó sẽ test lại vùng uh, test lại vùng 1480 này thất bại thì nó sẽ đi về vùng 1470 và vùng 1470 này thất bại thì chúng ta đã chuẩn bị sẵn hai kịch bản một là vùng 1450 hai là vùng 1440 ok chúng ta sẽ quan sát ở hai vùng này và thị trường chúng ta tạo đáy ở vùng 1450 cộng và từ đây thì à, hình thành mà trang kỹ thuật lên thì uh, thị trường nó luôn luôn biến động như vậy và không có câu chuyện nói trước nói sai đó là về mặt quan điểm vùng lên uh, có cái gì chúng ta nói cái đấy đúng không ạ? chúng ta chia sẻ vui vẻ mà đúng không đó, rồi ok các anh chị như vậy là tuần tới thì chúng ta cũng sẽ dự kiến là có uh, lực cầu của thị trường nó sẽ đi tăng thêm khoảng trong phiên giao dịch ngày thứ hai đến ngày thứ ba sang đến cùng lắm thì thì mạnh đó là nó sẽ đi hết phiên thứ ba còn nếu không thì là sang phiên thứ ba thì buổi sáng tăng vào buổi chiều thì khả năng là bắt đầu dập chiều rồi và đến ngày thứ tư thì đấy là những cái tọa độ mà hàng của chúng ta về thì chúng ta sẽ có những cái xử lý tiếp theo rồi bản tin tuần này đến đây là hết đồng lê xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các cái bản điểm tin tiếp theo